Rồi, thế thì tôi cần chuẩn bị gì trước khi làm đề nhé? Mình vẫn sẽ cần ba thứ các bạn nhé. Đầu tiên là không gian yên tĩnh này và một cái bấm giờ nhé. Tiếp theo là pack công cụ nhé. Bạn nào chưa tải pack công cụ thì các bạn vào group IELTS từ đầu các bạn tải nhé. Mình có ghi ở dưới cái phần livestream để các bạn đỡ phải hỏi. Hai cái bảng này mình sẽ dùng song song với cái buổi chữa đề hôm nay các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ tập trung hơn vào cái bảng đấy. Pack công cụ, ok. Typo các bạn, thừa chữ giống nặng. Anyway, cái cuối cùng là một tinh thần vững vàng. Cái buổi hôm trước thì nó sẽ là một tâm hồn đẹp đúng không? Đúng không? Gọi là làm quen đúng không? Buổi hôm trước bài dễ là tâm hồn đẹp đúng không? Nhưng mà đến phần này là các bạn phải vững một tí nhá. Tinh thần vững vàng một tí và đừng có nản. Được chưa? Cứ làm dần dần rồi nó sẽ dễ dần các bạn nhé. Và khi mà các bạn thấy dễ thì các bạn sẽ thích ấy. Các bạn càng thấy dễ các bạn lại càng thấy thích. Đó, cho nên là một tinh thần vững vàng là thứ mà các bạn cần biết. 6.0, 6.5, 6.5 mà thấy đuối á thì maybe là có vấn đề về phương pháp em ạ. Chứ còn 6.0, 6.5 nếu mà em làm phần 1, phần 2 thì tạm tạm đấy. Phần 3 thì hơi khó. Rồi, ok. Và cái bài mình chữa hôm nay là bài này các bạn nhé. Như mình đã ghi trên group rồi đúng không? Là Test 1, Passage 2. Kiểm soát rừng đúng không? Ở Pennsylvania, USA. Đấy, các bạn mở cái đề nhé. Các bạn mở cái đề hoặc là các bạn có thể nhìn trên màn hình của mình cũng ok. Nhưng mà nếu mà mở được đề tốt hơn. Mình đã chỉnh sẵn cái này hôm nay nhìn rất là tiện luôn các bạn nhìn này. Would you look at that? Các bạn nhìn thấy rõ không? mình đã mất khá là nhiều thời gian để mình chỉnh ấy, để cho nó cân đấy. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Bạn nào thấy rõ rồi thì chấm một cái nhá, để mình biết nào, để mình triển khai nào. Rõ chưa nào? Các bạn mà cảm thấy bị thiếu thời gian ấy, xong buổi hôm nay các bạn sẽ đỡ rất nhiều, đỡ rất nhiều, đỡ rất nhiều. Sau cứ gặp dạng y hệt ấy, em cứ áp y hệt cái anh bảo rồi, chẳng cần phải chế thêm cái gì hết. Lấy file ở đâu? Lấy file để ở trong nhóm IELTS từ đầu luôn đấy. Rõ, hơi mất á, không mất đâu em ạ. Phía bên phải anh chỉnh rồi, phía bên phải không mất đâu. Hết dòng đấy là hết chữ luôn đấy, bị cắt chữ đoạn cuối á. Cắt chữ đoạn cuối à, đoạn nào nhỉ? Mình đang nhìn đây thấy vẫn bình thường mà. Hai bên kệ các bạn. Ý ý ý mình là các bạn có bị mất cái phần đọc không ấy? Còn cái phần bên trên kệ nó nhá, cái phần xung quanh viền kệ nó. Ý mình là bài đọc thôi. Không bị đâu đúng không? Bài đọc là ok mà, mình chỉnh rồi, còn cái phần góc kệ nó nhá. Rồi, ok, triển khai nào. Đầu tiên, khi mà các bạn đọc một cái passage 2 nhá. Với cái dạng đầu tiên đây, đây chính là những cái buổi hôm trước mà mình ghi cho các bạn nhé. Được chưa? Rất là hay. Và mình nghĩ là mình sẽ gộp cái thằng này và cái audio và cái video ấy chữa livestream thành một cái pack để mình gửi cho các bạn nào bị bỏ lỡ. Phân tích rất là nhiều nhé. Và các bạn sẽ thấy á, như buổi hôm trước nhé. Mình vào đúng không? Buổi hôm trước mình vào là mình... Buổi hôm trước mình vào là mình làm luôn đúng không? Right. Buổi hôm trước mình vào là mình làm luôn. Mình không suy nghĩ cái gì hết. Mình làm cứ từ trên xuống này. Nhưng hôm nay nhá, trước khi mà làm ạ, thì mình có một thao tác, đó chính là kiểm soát thời gian. Kiểm soát thời gian, time management. Tại vì sao? Các bạn sẽ thấy là bắt đầu lên phần 2 là bắt đầu khó nhá. Cho nên là mình sẽ cần phải kiểm soát thời gian khá là nhiều. Và để kiểm soát thời gian bằng cách nào các bạn nốt vào trong vở giúp anh nhá. Link Smart Table là cái pack công cụ ở trên bio anh hoặc là trong group IELTS từ đầu em ạ. Các bạn nốt nhá, mình quản lý thời gian bằng cách rất là dễ, đó chính là các bạn có những cái thứ tự về bài làm nhá. Okay. Thứ tự làm bài. Bây giờ mình hỏi các bạn nhá. Các cái câu trong IELTS, các điểm của nó gần như nhau ấy. Thế thì bây giờ một bài khó, một bài dễ, các bạn làm bài nào trước? Các bạn chat ra giúp mình nhé. Nào, cùng số điểm bằng nhau nhé. Thì một bài khó, một bài dễ, các bạn làm bài nào trước? Mình hỏi thật. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Làm bài dễ trước, đúng không? Thế thì bây giờ bài nào là bài dễ các bạn? Chắc chắn matching heading và matching info không phải là bài dễ nhé. Các bạn hiểu như thế nhé. Và bạn nào mà tham gia từ buổi 1 ấy, các bạn sẽ hiểu ạ. Các bạn thấy bài nào là bài dễ nhất trong cái buổi 1 ấy? Dễ nhất, buổi 1, buổi hôm trước ấy. Hôm trước là có true false not given, có gap filling với có cái gì nhỉ? Có một dạng nữa mình quên mất, nhưng mà dạng nào là dễ nhất? Đúng rồi, gap đúng không? Gap filling hoặc là sentence completion là dạng dễ nhất.
bạn vì sao, tí nữa mình sẽ đi xuống và mình sẽ nói các bạn tại sao nhé. Thế thì đúng không? Hôm nay y hệt thế nhá, các bạn nhìn xuống đi ạ. Các bạn chat giúp mình nhá. Bây giờ trước hết đúng không? Để mà sắp xếp được thứ tự thì mình phải hỏi các bạn xem các bạn biết cái tên của cái dạng này không ấy. Rất nhiều bạn lao vào làm đề trong khi chưa biết tên dạng nào. Cái dạng này, bài đầu tiên câu 14 đến 18 là dạng gì? Chat ra giúp mình nào. Chat giúp mình, bạn nào in rồi thì viết sang cạnh cái đề thôi. Dạng này gọi là dạng gì? Trời, cái gì true false not given vậy em? Are you kidding me? Đó, bắt đầu thấy là có bạn trả lời nhưng mà ít hơn đúng không? Matching info nhá, đúng rồi, matching info. Tại sao các bạn lại biết matching info? Rất là dễ nhá, mình hay bảo viên của mình, các bạn nhìn đây này. Nó nói là which paragraph contains the following info. Thế thôi, đúng không? Nếu mà em chỉ biết là matching thôi đúng không? Đó, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ biết nó phải là matching info, nhìn vào cái chỗ này, nó luôn có chữ information nhá. Luôn luôn nha. Thì ví dụ đi thi đúng không? Mình nhìn thấy mình nhìn ngay trên này xem có phải matching info không. Thấy là matching info để dùng cuối, ok? Xong nhá, matching info bạn nốt ở vở này. Tiếp dạng 2, dạng này là matching gì? Anh à, nhầm. Đấy, khổ quá cơ, lại nói mất rồi. Dạng này là matching gì? Thôi được rồi, gợi ý cho 50%. Nào, đố biết dạng này là matching gì? Thế nào cũng nhắn ít hơn cho mà xem. Matching gì ạ? Ui dồi ôi, matching heading. Trời ơi, EGU ơi. Em nói matching heading thì chết anh rồi. Match name, match feature, matching statement, classification, name matching sentence. Đáp án ở đây nhé các bạn nhé. Có hai tên cho dạng này. Thật ra là một số người có thể nói tên khác nhưng dạng này sẽ gọi là matching statements hoặc là feature nhé. Được chưa? Ok. Như cụ thể bài này nhé, các bạn đọc cái đề giúp mình ạ. Nó bắt mình match những cái gì đây? Match cái danh sách của những cái gọi là phương pháp cắt gỗ đúng không? Với cả cái gì ạ? Rồi, không phải match năm nha. Không phải label link name nha. Đúng không? Matching statements hoặc là matching features. Nó sẽ bắt mình match các cái phương pháp cắt gỗ về cái gì đây? Nào, xem các bạn có đọc được đề không nào? Đúng rồi. Chuẩn, có bạn có cái hình hình ấy. Ok, purpose. Đúng rồi, nó sẽ cho mình nhá là match purpose. Ok, thì mình có thể gọi bài này là matching purpose. Đúng không? Ok, nhưng mà basically nó sẽ là dạng các bạn dạng matching. Dạng matching heading khác ở đâu á? Nếu mà dạng matching heading thì ý nó là matching ý chính ấy. Đúng không? Matching heading tức là matching ý chính. Còn hai thằng này là matching khác. Tí nữa mình để buổi sau nhé, khi nào đến matching headings thì anh sẽ phân biệt cho các bạn siêu rõ, siêu rõ. Nào, nào thế dạng cuối nào là gì? Ghi nốt. Quá dễ. Dạng cuối là gì? Ghi nốt là đúng rồi, gap filling hoặc là sentence completion đúng không? Thế thì mình bắt đầu với bài này luôn nhá. Đúng không? Ở bên trên mình nói nhá. Mình sẽ bắt đầu với bài này luôn. Đó. Thế thì ở cái bài này các bạn, mình sẽ có cái ngoài cái thứ tự nhá, thì đây cũng là một cái tip nữa, anh sẽ chỉ cho các bạn. Anh sẽ viết ở ngay đầu luôn nhá. Ở đây, thứ tự làm bài là một này. Và cái thứ hai nhá là các bạn giúp anh là bật chế độ bật mốt ghi nhớ nhé. Vì sao? Tại vì sao? Thế nào gọi là mốt ghi nhớ? Các bạn nhớ nhé. Bây giờ các bạn nào đã tham gia cái buổi trước các bạn nhớ lại đi ạ. Mình làm các bài ấy, nhưng mà các bài đấy nó có liên quan đến nhau không? Các bạn nhớ lại bài hôm trước nhé. Gap filling các thứ ấy, các cái dạng đấy mình làm nhưng các bài có liên quan đến nhau không? Các bạn nhớ lại xem. Không. Đáp án là không nha. Đây anh cho các bạn kéo lại các bạn nhìn nhá. Bài đầu là về gap filling đúng không? Không liên quan nha. Không liên quan. Không liên quan, không liên quan. Gap filling này. Xong rồi bên dưới là nó so sánh giữa thâm canh với khí canh đúng không? Các bạn nhớ không? khối bạn nói có cho xem. Đúng không? Và bài cuối là true false not given. Và các bạn sẽ thấy nhá. Đây. Anh còn để nguyên cái số ở đây nhá. Anh biết các bạn sẽ nói thế mà. Cho nên anh còn để số ở đây, các bạn nhìn nhé, các bạn thấy các số các câu nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 không? Đây. Các bạn thấy không ạ? Tức là mình đã ghi lại ở đây nhé, đúng không? Để các bạn, bây giờ các bạn nhìn nhé, các bạn sẽ thấy là từ câu 1 đến câu 12 là nó sẽ đi theo một dọc từ trên xuống, tức là câu 12 nó không liên quan được đến câu 1. Đúng không? Ok, sao tự nhiên thấy không thấy bạn nào chat gì nữa nhỉ? Có bị lag không đấy các mọi người? Có bị lag không đấy? À... Không, à ok.
Không thấy ai nói gì mình lại tưởng bị lag, sợ quá. Rồi ok, anyway. Mình có ghi các cái số ở đây đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là không liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên nó khó các bạn, nó khó ở chỗ là các cái bài ấy. Bây giờ đến phần 2 phần 3 các cái bài thông tin nó sẽ xếp chồng với nhau. Đó, nó có liên quan đến nhau thì đấy là một cái đầu tiên, cho nên mình sẽ tận dụng cái đấy luôn, đúng không? Đúng không? Tao không sợ nữa đúng không? Tao biết nó liên quan đến nhau thì bây giờ tao sẽ bật mode ghi nhớ lên. Tức là các bạn cần phải dùng nhiều não hơn đúng không? Các bạn dùng nhiều não hơn và các bạn làm bài nào thì các bạn cố gắng nhớ, cố nhớ mang máng cái ý nhá. Được chưa? Tức là đọc đến đâu là cố nhớ một chút chứ đừng kiểu làm xong bài này xong trôi hết ra khỏi đầu. Tí nữa mình sẽ làm cùng nhau và mình sẽ xem nhá, là nếu mà các bạn nhớ được ấy thì có một số câu nhá các bạn viết được luôn. Kiểu không cần đọc lại, các bạn viết được luôn, rất là dễ luôn. Cho nên đấy cũng là một cái mà các bạn có thể ghi vào đây nhá, thứ tự làm bài và bật chế độ ghi nhớ nhá. Tăng số neuron thần kinh não lên một chút. Rồi, bây giờ câu 22 mình sẽ đi đến cái bài đầu tiên nhé. Rồi, ở câu 22 nào các bạn. Bây giờ anh sẽ không biết nên xưng anh hay xưng thầy, but anyway, tôi xưng anh đi cho nó gần gũi nhé. Mình sẽ hỏi các bạn nhé, là nếu mà các bạn được highlight một từ thì các bạn sẽ highlight từ nào? Một đến hai từ đi. Nếu các bạn được highlight một đến hai từ thì các bạn sẽ highlight từ nào? Không phải avoid. Đúng rồi, dead wood là đầu tiên rồi. Có bạn bảo highlight từ dead thôi, em ơi. Nếu em highlight từ dead không thì khá là kỳ nhá. Không phải avoid các bạn, dead wood và cái gì nữa? Possibility and not really remove sẽ là đáp án. Các bạn biết tại sao mà mình lại highlight từ remove mà không phải avoid không? Các bạn biết tại sao không ạ? Tại vì từ remove thì nó rất là gì? Rất là dễ gì nhỉ? Nó dễ gì các bạn? Tức là nếu mà nó có power fail ấy, thì nó cũng rất là dễ nhận ra. Đúng không? Đúng rồi. Dễ tìm và dễ nhận ra nhé. Các bạn hiểu nhé. Nó dễ nhận ra nên mình mới highlight. Chứ không phải là nó dễ bị power fail, tại vì mình đâu có biết nó power fail cái gì đúng không? Cho nên giống như buổi hôm trước nhá, cái technique đầu tiên khi làm dạng khó của mình nhá, đó chính là mình phải hiểu ạ. Keyword, chỗ này là cái chỗ mà bạn nào follow TikTok của mình sẽ biết này. Keyword cứng is king. Keyword cứng is king. Chỗ này có một số bạn sẽ gặp những cái khái niệm lần đầu tiên ạ. Thế nào là keyword cứng? Chính là cái mà mình vừa nói với các bạn ấy. Các bạn nốt vào vở nhá. Keyword cứng tức là các keyword như thế nào các bạn? Dễ gì, có thể là nó không thay đổi đúng không, hoặc là nếu thay đổi thì cũng dễ gì các bạn, đúng rồi, dễ nhận diện code user 794 đúng rồi đấy, và bạn có hình cung hoàng đạo, ok đúng rồi, số tên riêng địa chỉ địa danh đúng rồi, nhưng nó phải rộng hơn thế nhá Trang nhá, em không thể nào, tại vì không thể nào bài nào nó cũng cho em số 5 được, cho nên em sẽ phải nhận diện những cái thằng không đổi này hoặc những cái từ mà nếu có nó có đổi nhá thì mình cũng phải nhận ra, thì cái đấy gọi là keyword cứng, được chưa? Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ nhìn vào cái keyword cứng này mình tìm nhá, deadwood này và remove, rồi ok, quên mất không bảo các bạn đọc cái này nha, đọc cái này nha các bạn, hôm trước mình có dặn nhá, các bạn phải đọc cái heading nhá, mình sẽ cùng dịch nhá, mình sẽ cùng dịch nhá, kiểm soát rừng ở Pennsylvania, USA đúng không? Cách mà các cái low use wood được sử dụng mà làm dùng làm năng lượng đúng không? Có thể khuyến khích một sự gọi là kiểm soát rừng một cách bền vững. Anh hỏi các bạn nhé, low use wood ở đây tức là gì ạ? Thì toàn phải hỏi tí cho các bạn xem có hiểu không? Low low use wood ấy. Tức là gỗ gì? Gỗ gì các bạn? Low use wood là gỗ gì? Hiệu suất thấp, thấp sử dụng, kém giá trị sử dụng, ít sử dụng, ok, hoặc là các bạn đọc ngay đây này, đúng rồi, gỗ kém hả anh, đúng rồi. Các bạn thấy nó ghi ngay trước không, low quality wood đúng không, không phải là gỗ ít dùng em nhé, mà là chất lượng gỗ kém nhé, kiểu như là cái gỗ đấy em mà về em làm ghế đúng không, ngồi hai bữa ngã ngã gãy chân chẳng hạn, ví dụ thế đúng không, thì nó gọi là low low use wood, được chưa ạ? Thì tại sao mình cần phải hiểu từ này?
nó giống như cái khí canh với cả thâm canh ấy, buổi hôm trước mình làm ấy, nó sẽ nói xuyên suốt cả bài luôn. Bạn nào không hiểu là tí nữa tí nữa là thiệt đúng không? Thế thôi, rồi mình sẽ hiểu qua một chút này. Làm thế nào để xóa nhỉ? Oh dear, từ từ nhá, cho anh một chút, nó đang hơi bị chỗ bút này đang không có xóa mà, tại vì chết rồi, từ từ anh phải kéo ra nó mới có tẩy đúng nhỉ, đúng rồi phải kéo ra nó mới có tẩy. Oh man, chờ một chút nhá, để anh chỉnh cái này. Kệ đi à? Ok, tại vì nếu mà không tẩy thì tí nữa hơi khó em ạ, thế này nó lại hơi lệch nhỉ. Được rồi thì mình kéo lại vào đây. Được rồi, không sao. Thế này các bạn vẫn nhìn được đúng không? Từ nhá, mình chỉnh thì đây như thế này. Yep. Rồi tạm thế đã. Đúng rồi, tức là phải ấn hẳn vào. Ấn bé hẳn hoặc là to hẳn, mình ấn ở giữa thì nó lại không. Rồi để mình check qua một tí xem có nhìn được không. Được, ok. Thôi được rồi, đánh tạm như thế vậy. Rồi, ok, tiếp nhá. Rồi mình hiểu rồi đúng không? Bây giờ các bạn tìm nhá, các bạn scan đi. Scan giúp mình nào. Scan tức là tìm dựa trên từ khóa đúng không? Deadwood và remove. Chỗ nào những cái gỗ chết đúng không sẽ được di rời để dòng mấy khổ mấy, các bạn chắc luôn nhé. Khổ G à? Ok, khổ cuối các bạn thấy không, các bạn nhìn nhá, ví dụ nhá, nó mà là khổ cuối nhá thì tất cả những cái thằng này này thường là nó sẽ năm thằng này nó ở khổ cuối luôn. Trời ơi nó ngon thật sự, các bạn có hiểu không ạ, tức là năm câu nó ở cùng một khổ nhá mà nó lại còn là khổ cuối. Các bạn thấy không ạ? Tức là các bạn scan nó rất là nhanh nhá. Và chỉ có thằng Deadwood ở đây. Thì để các bạn hiểu ạ. Mà nó còn nguyên cái từ removal nhá. Nó paraphrase đúng không? Các bạn vẫn sẽ tìm được nhá. Và các bạn rất là yên tâm đúng không? Ừ ok đúng không? Đáp án của 5 câu nó chỉ trong cái khổ ấy thôi. Đúng không? Rất là sướng luôn. Đó, và scan thầy đảm bảo với các bạn luôn. Các bạn nhìn bên trên nó không có chỗ nào là Deadwood luôn. Đúng không? Tại vì nó đã thiết kế là Deadwood nó chỉ ở khổ cuối thôi. Thế bây giờ nhá, mình sẽ đọc nhá. Tiếp mình có keyword cứng rồi, bây giờ mình đọc cả câu thôi lấy nghĩa nhé. Những cái gỗ chết sẽ được loại bỏ để tránh cái khả năng gì đấy đúng không, thằng này mình sẽ đoán là danh từ, chỗ này là khá là dễ rồi. Possibility of, có bạn nào nhớ tự có gọi là gì nhỉ, có ngữ pháp gì ở đây không ạ, nhắc lại nào, cái này dễ thì chỉ nhắc lại thôi nhá, có chữ of ấy. Đúng rồi, sở hữu cách đúng không? Đằng sau sẽ là danh từ đúng không? Mình nhìn nhá. Rồi, và mình sẽ thấy ngay nó sẽ có sở hữu cách ở đây các bạn. Of này. Các bạn thấy chữ of ở đây không? Thì ví dụ bạn nào đọc đến đây đúng không? Thấy chữ of thì mình sẽ hiểu là đáp án nó chỉ quanh câu này thôi, và thật ra câu này thì nghĩa khá là dễ. Đấy, fire prevent prevention đúng không? Mình sẽ chọn luôn câu này là đáp án của câu số mấy nhỉ? 22, ok. 22. Được chưa? Các bạn thấy nó có ngon không? Trời ơi, đúng không? Các bạn làm gap filling trước mà các bạn phân biệt được nhé. Keyword cứng nhé. Keyword cứng là king. Ok, tiếp. Đến câu 23. Trời, câu nó dễ quá nhé. 23 nào. Chắc chắn đây là danh từ đúng không? Cái gì đấy từ đỉnh. Đây, cái chỗ này các bạn sẽ thấy này. Bây giờ thầy hỏi các bạn nhé. Cái cục này có 1, 2, 3, 4, 5. 5 từ này thì nó gọi là gì? Các bạn có gọi được tên ra không nào? Năm từ này thì gọi là gì? The tops of cut trees. Thằng này là chủ ngữ đúng không? Thằng này là S đúng không? Thì nó tên là gì ấy? Nó gọi là gì? Không tên tên ngữ pháp em. Đúng rồi, Nhật Minh. Noun phrase các bạn nhé. Cụm nhá, đúng không? Cụm danh từ nhá. Các bạn sẽ thấy là đến câu này nó hơi khó hơn tại vì nó cho các bạn cụm danh từ và nó hơi dài. Thì mình sẽ có phương pháp thứ hai. Siêu dễ, trời. Visualization. Is king. Dễ nhận diện, từ từ không đổi, dễ nhận diện mình sẽ hết gọn ra đây thôi. Visualization is king. Visualization tức là sao? Tức là các bạn tưởng tượng ra trong đầu ấy. Các bạn hình dung ra nhá, cái mà nó đang tả, các bạn nhìn ở đây nhá.
The something đúng không? From the tops of the cup trees sẽ giúp tăng cường chất lượng của đất đúng không? Tức là các bạn sẽ hiểu ạ. Ở đây nó nói là cut tree nhá, tức là cây đấy nằm ngang hay nằm dọc. Nào. Xin mời các bạn. Nó bảo là of cut trees, tức là cây đấy nằm ngang hay nằm dọc. Úi giời đấy. Vẫn có khoảng tầm 50% các bạn nói là dọc đúng không? Cái cây ấy, đúng không? Phải là ngang, đúng không ạ? Cut tree đúng không? Nó cắt rồi đúng rồi. À, Nhật Minh bảo là nó nằm vertical. Good. Vertical là dọc nha. Vertical truth là dọc, còn ngang là horizontal. Cái okay. Cut tree tức là các bạn tưởng tượng cái cây nó như này đúng không? Cái cây nó nằm dọc như này. Ôi, viết xấu quá thông cảm nhé. Cái mặt đất đây đúng không? Mặt đất đây này. Right, cái cây này nó nằm dọc đúng không? À nhầm, nó nằm ngang, cái cây là nó bị ngã xuống dưới đất nhá. Thì đúng không? Cái mà mình cần tìm, anh hỏi các bạn nhé, thầy hỏi các bạn có phải là cái chỗ này không? Đúng không? Các bạn phải visualize ra một tí nhé. Cái cây nó nằm ngang rồi đúng không? Thì bây giờ cái đáp án của mình nó là cái thằng màu đỏ này. Các bạn hiểu không ạ? Thì khi mà lên nhá, các bạn đọc nhá, không thể sai được. Nếu sai là biết ngay. Nào bây giờ lên tìm nhá. Dĩ nhiên đúng không? Một số những cái keyword cứng đi thì là top đúng không? Top này, country, có thể là soil quality cũng ok. Phần đằng sau này thì thực ra là nó dễ nhớ. Nó dễ nhớ thì thôi nhá. Đỉnh của một cái cây bị ngã đúng không? Sẽ giúp cho tăng cường chất lượng đất. Soil quality cũng là những cái từ mà anh thấy là nó dễ. Đúng không? Soil nó chỉ paraphrase thành earth hoặc là cái gì đấy thôi. Chứ còn nó cũng không paraphrase được nhiều. Nào, bây giờ các bạn lên các bạn tìm nhá. Dòng mấy ạ? Rồi, quá dễ. Đúng cái từ mình highlight là keyword cứng luôn, dòng 3 đúng không? The top of trees đúng không? Được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ mình đọc nhá. Bây giờ mình sẽ dịch cùng các bạn ạ. Cái đỉnh của cái cây đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hiểu, bây giờ mình sẽ xem là có cái gì ở cái đỉnh của cái cây đúng không? Cái đỉnh của cái cây này mà đã bị cắt đúng không? Ok, vẫn đúng nhá. Mà đã bị cắt này, vẫn nên được để lại ở cái nơi đấy đúng không? Tức là cắt cái cây xong thì cây không không nên được rời đi, vẫn nên để đấy. Để nào bây giờ mình hỏi các bạn nhé, there ở đây là cái gì ạ? Đúng rồi, đáp án là nutrients, nhưng mà mình hỏi các bạn there là cái gì đã? There there là không, nó là sở hữu nhá, nhưng mà ý mình là nó đang chỉ đến cái gì ấy. Đúng rồi, Hát Giang, Hà Giang, New Ha đúng không? Đúng rồi, là nó là cái này này các bạn, số nhiều này. The tops of the tree, các bạn thấy nó số có số nhiều không? Đúng không? Nếu mà nó mà là số ít, nó phải là ít cơ. Đó thì mình sẽ thấy nhá. Hai thằng này chính là bằng nhau và nó đúng là cái thằng màu đỏ ở phía dưới này mình khoanh đúng không? Dinh dưỡng của nó đúng không? Tức là dinh dưỡng của cái đỉnh của cái cây sẽ cycle back into the soil, tức là nó sẽ được truyền lại xuống mặt đất. Thì đáp án ở đây chắc chắn là nutrients đúng không? Chuẩn đó, nhưng các bạn sẽ phải hiểu là tại sao mình phải làm thế này, tại vì khi các bạn làm được như thế thì các bạn rất là tự tin đấy, kiểu các bạn làm xong các bạn kiểu không còn đoái hoài gì nữa, kiểu các bạn kiểu chắc chắn là tôi đã đúng rồi. Thì đấy là cái khác biệt nhá, khi mà các bạn có cái visualization trong đầu, các bạn tưởng tượng ra một chút không quá khó đâu. Ví dụ bạn nào lúc nãy tưởng tượng cây đứng dọc đúng không thì mệt nha, thì hiểu sai từ chỗ đấy đúng không. Tiếp nhá, cái dễ hiểu mà đúng không. 24 nào. 24 keyword cứng, xin mời tìm keyword cứng tiếp nào. Lại quen thôi. Đâu, chỗ nào nào? Chỗ nào mà nó có paraphrase? Chữa được bao nhiêu câu rồi mới được hai câu em? Đúng rồi, damage trees. Tức là bên trên là cây bị cắt này, bên dưới là các cái cây bị tổn thương đúng không? Thế bây giờ anh hỏi các bạn nhé, cây tổn thương thì là đứng cây dọc hay là cây đổ? Dọc hay ngang? Thế mới ảo đúng không? Hỏi thế thì mới biết các bạn có hiểu không. Damage trees là cây dọc hay ngang? Dọc, đúng rồi. Dọc nhá. Justin Phan kiểu lại ngang, dọc nha. Tức là cây này nó vẫn đang đứng thẳng nhá, nhưng mà có thể là cái thân của nó ấy, nó bị hỏng cái gì đấy. Được chưa? Thì các bạn sẽ hiểu nha, là cây này vẫn đang đứng dọc và nó đang bị tổn thương đúng không? Rồi, ok, mình sẽ có cái gạch đầu dòng thứ ba các bạn, đó chính là bridges, bridges, các cây cầu. Tại sao lại là cây cầu? Tại vì anh muốn các bạn nói giúp anh cái chỗ màu xanh là cây này. Cái từ as này nhá.
nghĩa là gì? Cây hỏng chưa chắc đã cắt em ạ. Cây hỏng tức là kiểu nó bị thân nó bị mục ruỗng thôi, đúng không? Hoặc là thân nó bị cứa vào ấy, chứ nó vẫn là dọc mà. Còn cây đổ thì nó phải gọi là cut tree, đúng không? As là gì? Bởi vì, đúng rồi, chuẩn. À, toàn bùi, đúng không? À, đạt êm thì đổi tên, đúng rồi, bằng because nhé. Từ as có rất nhiều nghĩa, nhưng các bạn phải hiểu as ở đây là bởi vì, đúng không? Tức là các cái cây này nên được để lại này, bởi vì cái gì đấy của bọn chúng sẽ cung cấp, cái gì đấy của bọn chúng thì sẽ cung cấp nơi ở cho habitat, theo 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 thầy là một từ dễ, cung cấp nơi ở cho creatures, ok, cung cấp nơi ở cho động vật. À ok, đâu rồi, đọc tiếp nhá, các bạn đọc đi ạ. Các bạn thấy có từ, cái từ khóa nào mà mình vừa mới thử keyword cứng ấy, keyword cứng nào ạ mà mình vừa mới highlight ở phía bên dưới? Habitat, đúng không? Đúng rồi, chuẩn. Đấy, các bạn thấy không? Khi mà các bạn highlight được keyword cứng nhé, các bạn sẽ biết ngay đáp án nó ở quanh quanh khoảng một hai câu. Rồi, creature. Creature là gì nào? Creatures, các con động vật. Đâu, các con động vật quá dễ. Các con động vật ở đâu ạ? Creatures, từ từ nhá, creature trước. Đúng rồi, nó chính là predators, những con thú săn mồi này, đúng không? Cụ thể ở đây là woodpeckers, là con chim gọ kiến, các bạn. Chim gọ kiến, rơi và một số những loài thú có vú nhỏ khác. Thì các bạn sẽ thấy nhá, đây là cung cấp môi trường sống này cho động vật, đúng không? Đấy, ví dụ bạn nào không nhìn được từ predator thì có thể nhìn ba thằng dưới này, nó là động vật thôi. Thì bây giờ mình sẽ đọc nhá, xem là cái gì của các cây bị tổn thương, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy ngay ạ, trong câu này nó chỉ có mỗi một cái từ là trees with many cavities. Right? Thì đáp án ở đây sẽ là cavities. Đến chỗ này ấy, nhiều bạn sẽ bảo là em không chọn được đáp án này bởi vì là em không biết nghĩa của từ này. Đúng không? Nhưng em phải hiểu là bên dưới mình đã dịch rồi, habitat có rồi, predators có rồi, đúng không? Chim gọ kiến có rồi, rơi có rồi, động vật có vú có rồi. Thì ở đây mình sẽ phải tưởng tượng, các bạn nhìn đi ạ, trees with many cavities, tức là có những cái cavities này nó ở trên cái thân cây ấy. Đúng không? Mặc dù là có thể mình chưa biết là cái gì nhé. Cavities nó là cái gì các bạn? Lỗ, đúng rồi, egu, và một số bạn khác, đúng không? Cavities nó chỉ có holes. Cái từ gốc của nó thì nó sẽ là y dài thôi, cavity. Nhưng mà sao nó không có damage? Tại vì sao các bạn? Cây mà có những cái lỗ ở trên đấy thì cái lỗ đấy nó chính là nó chính là gì? Cây mà có lỗ ấy thì chính những cái lỗ đấy nó chính là cái gì các bạn? Nó chính là nơi ở, đúng không? Nó chính là habitat, nó chính là damage, đúng không? Có bạn bảo là tại sao không, nó không có damage? Tại vì đáp án nó chính là cái damage đấy em, đúng không? Cái đáp án nó chính là damage luôn, chứ em không thể nào mà em lúc nào em cũng gọi là em expect nó cho em cái từ damage được. Nó nếu mà thế thì nó lại dễ quá, đúng không? Đó, cavity nó như kiểu là một cái lỗ hoặc là lỗ sâu răng ấy, các bạn có thể nhớ thế luôn nhé, sâu răng. It's like a hole. Anyway. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ điền vào cái bảng này nhá. It's time for us to write here. Keywords, đúng không? Biệt, mình sẽ điền một số cái nhá. Ở trong bài nó sẽ ghi là gì các bạn? Damage, đúng không? Damage trees và habitats for creatures. Đấy. Ví dụ như thế này. Đó, mình hôm nay chắc là mình điền khoảng 3-4 chỗ thôi nhá. Mình sẽ điền nhiều hơn trước. Các bạn có nhìn được không? Mặc dù rồi ok, mình biết mà, mình biết nó hơi bị ấy, cho nên là mình sẽ viết dịch sang bên phải. Ok nào, thế thì keywords trong bài là gì các bạn? Trees with cavities, đúng không? Được chưa? Bên dưới này thì nó nói là gì? Habitat, nó y hệt nhé. Habitats for what? Mình bảng đó mình chỉ ghi khúc nào hiểu thôi, đúng không? Ấy, đúng rồi. Mình sẽ ghi những cái keyword của những câu mà nó quan trọng ấy, còn những câu mà mình sai hoặc là mình đúng ăn may ấy, mình ghi ra habitats for cái gì nhỉ, predators, đúng không? Rồi các bạn mở ngoặc đi, chỗ này viết qua qua thôi. Có cái con gì nhỉ, woodpeckers, đúng không, kiểu thế. Bats, đúng không, mammals, đó, ví dụ như thế này. Thế thì các bạn sẽ nhìn nhá, thế thì đây là cái kiểu paraphrase gì?
Thế thì đây gọi là kiểu paraphrase gì? Rất nhiều bạn nha, chỉ biết em biết nó là paraphrase không? Em không hiểu nó là paraphrase kiểu gì. Thế thì ở đây nó gọi là paraphrase kiểu gì nào? Synonym, not really. Nếu mà synonym thì nó lại phải mà paraphrase cái từ damage em ạ. Tức là nó vẫn phải là tính từ cơ. Đây không phải là synonym. Đúng rồi. IELTS 7.5 trở lên bạn sẽ ghi là specific. Chỗ này là từ từ để mình xem nào, mình có cái specify. Chỗ này mình sẽ ghi nhá, nó là nó làm bằng cách là specify, tức là sao? Từ chung đúng không? Từ chung nó nói thành riêng. Chung chung nó nói thành cụ à, chung nói thành cụ thể. Các bạn hiểu không ạ? Thế các bạn hiểu thế nào là chung thành cụ thể không? Đúng rồi, cụ thể hóa đúng rồi. Thank you các bạn đã cho mình cái từ tiếng Việt. Thôi em ơi, hoán dụ thôi nhé. Anh không nhớ hoán dụ là gì đâu nhé. Anyway, chung đến cụ thể tức là sao? Nó nói là damage tree, những cái cây bị tổn thương. Nó có thể nói là cây có lỗ, lá bị rụng, gốc bị bung ra khỏi mặt đất. Các bạn hiểu không ạ? Cái đấy nó gọi là specify nhá, tức là nó sẽ nói từ những cái chung sang cái cụ thể. Đúng rồi, damage là chung, KBD là cụ thể, chứ không phải synonym nhá. Được chưa? Thì khi mà các bạn điền ấy, các bạn cũng sẽ phải cẩn thận chỗ này. Mình hết cái buổi hôm nay nhá, thì mình sẽ đăng một cái pack lên trên group ấy, và mình sẽ gợi ý cho các bạn luôn một số những cái kiểu paraphrase kinh điển đấy, ví dụ synonym, xong rồi thì chung đến riêng, riêng đến chung đúng không, lấy ví dụ giải nghĩa vân vân, thì mình sẽ ghi lại cho các bạn để khi các bạn dùng cái bảng này các bạn có thể điền vào paraphrase thế nào là chuẩn, chứ không phải là lúc nào cũng synonym đúng không. Thế thì quá dễ. Tí anh có gửi file, cái file tracking table này các bạn vào group IELTS từ đầu nhá, trong này có rồi mà, các bạn tìm là phát công cụ trong IELTS từ đầu là có luôn nhá. Trời, chứ mình phát từ hồi tuần trước rồi. Rồi thế còn bên dưới này các bạn, đây các bạn thấy bên dưới này nó có giống không nè, các bạn nhìn thấy không ạ? Creature đúng không, mà nó paraphrase thành thú săn mồi như chim gõ kiến, rơi thú có vú. Các bạn thấy cái pattern nó giống nhau không? Hai thằng này đều là specify này, đều là cụ thể hóa này đấy đúng không. Và cái vocab mình học được ở đây là gì, các bạn thấy từ nào khó nhất ạ? Có thể chọn một đến hai từ, hai từ thôi, mắc hai thôi. Cavity đúng không, cavity it's like a cavity, và một từ nữa đi, ví dụ như có bạn nói ôi em chưa biết predators là gì đúng không, biết nào. Predators là mấy con hunt others đúng không? Thường thì mình sẽ thích viết kiểu này hơn, là mình ghi hai chấm thú săn mồi. Mình sẽ kiểu là predators là những con mà hay săn con khác. Mình viết thế để sau này khi mình đọc lại ấy, nó bắt não mình phải, não mình nó phải hoạt động các bạn. Chứ mình viết tiếng Việt nó dễ quá. It's like ví dụ đây đúng không? A hole in your tooth. Đúng không? Một lỗ ở trong răng, các bạn biết ngay là cái lỗ sâu răng hoặc là một cái lỗ trên thân cây. Đó. Các bạn hiểu cái cách mình điền chưa? Từ từ thì chỗ này mình kéo sang một tí nhé. This. A hole in your tooth. Mình không thể kéo được sang nữa, các bạn thông cảm nhé. Like this. Các bạn hiểu cái cách mà mình sẽ nốt vào trong bảng chưa? Chọn lọc một tí nha. Chọn lọc một tí. Còn ví dụ như bạn nào mà biết từ predator rồi đúng không? Nhưng mà chưa biết cái từ mammals là thú có vú chẳng hạn. Thì viết từ này. Đó, cho nên là cái bảng này nó sẽ tùy vào các bạn thôi. Bạn nào hiểu hết rồi thì chấm nhá. Tại vì phần này mình giải thích kỹ. Các bạn hiểu hết cách điền rồi thì các bạn chấm giúp mình nào. Chấm đi, please. 10 giây để chấm, mình uống một ngụm nước. Thu bảng fan jade không thu nhỏ đâu em ạ. Nếu mà thu nhỏ thì nó sẽ bị nhỏ quá. Không sao. Anh sẽ viết để cho nó khít vào bảng nhé, cho bạn vẫn nhìn được mà. Mình hiểu cách làm thôi, không cần nhất thiết phải là từng cái một đâu. Ok, thank you. Ok, chấm tốt. Tiếp nhá. Xong thằng này đúng không? Từ từ nhá, để mình gõ nhanh cái đáp án vào đây nào. Cái này là cái gì? Fire đúng không? Thằng này là nutrients. Thằng này là there cavity đúng không? Ví dụ như có hai từ bắt đầu khó này, 25. Tiếp. 25 sẽ là trùng cuối, các bạn làm cái rất rất hay.
Rồi, bây giờ nhá, mình sẽ hỏi các bạn là ở đây mình sẽ có một loại cây khác đúng không? Lại một loại cây nữa đúng không? Cây bé đúng không? Đúng không? Cây bé đúng không? Thế thì bây giờ mình lại có thằng này. Ấy. Mình lại có thằng Satchas này đúng không? Thế bây giờ mình hỏi các bạn nhá. Mình đặt thằng này là A đúng không ạ? Mình đặt thằng này là B đúng không? Thì bây giờ các bạn chat ra giúp mình nhá. Thằng A với thằng B, thằng nào là thằng to? Thằng nào là thằng tệp to và thằng nào là thằng tệp con? Cái này là cái mà rất ít người nói các bạn nhé. Thằng nào to, các bạn nghĩ ghi là thằng nào to hoặc thằng nào nhỏ nhé. A to, A to, B con, A to, đúng rồi, B là tập con của A nhé, tức là nó vẫn dùng specify đúng không, các bạn hiểu không ạ? Nó vẫn dùng cái kiểu mà nó đi vào chi tiết đấy. Thế thì bây giờ mình tìm nhé, mình tìm xem là cái đáp án đúng không, đây là phải đúng về mặt nghĩa đi xem nào. Nó là nguồn thức ăn đúng không, từ food cũng là một từ ok này. Nó là nguồn thức ăn cho động vật và côn trùng. Theo mình côn trùng cũng là một từ hay, côn trùng cũng khá là dễ. Nó paraphrase, chắc nó paraphrase thành muỗi ruồi kiến gì đấy đó. Những cái cây mà nhỏ đúng như là, tức là mình phải tìm tập nhỏ nhá đúng không? Tập nhỏ của thằng small tree đúng không? À, có thằng bảo là A là bố, B là con. Ok. À, và đó chính là cái cuối cùng của mình các bạn, ở trong cái dạng này nhá, đó chính là big and small. Please, các bạn nốt vào giúp mình nhá. Big and small. Nốt vào nhá, tí nữa mình hỏi lại đấy nhá, chứ không phải là học xong là xong đâu nhá. Hỏi lại là mà các bạn hiểu big and small. Ok. Nào bây giờ tìm nhá, cây nhỏ nào. Cây nhỏ đâu nào? Cây nhỏ là côn trùng gì đấy, food đi. Đấy, small trees các bạn thấy không? Các bạn thấy cái sức mạnh của cái keyword cứng không ạ? Tìm rất nhàn luôn đấy. Từ thì mình vào đây 23 này. Ở đây là 24 đúng không? 24. Cây nhỏ này. Đọc cả câu nhá. It is also important rồi, ok. Cũng rất là quan trọng, nó có một điều khác rất là quan trọng, đó chính là không phải tất cả cây nhỏ đều là có gỗ chất lượng kém. Đúng không? Low low use tức là gỗ chất lượng kém nhá. Ví dụ, các bạn thấy từ ví dụ đấy không ạ? Ok, bây giờ nhá, mình hỏi các bạn nhá, ví dụ là mình bảo là tôi rất thích chơi thể thao đúng không? Ví dụ như là tôi hay chơi bóng đá với cầu lông. Thì cái từ ví dụ này mình có thể hiểu như nó gần giống như cái từ gì ở đây ạ? Đúng rồi, nó chính là cái kiểu such as. Đúng không ạ? Đúng không? Tôi chơi rất nhiều thể thao, ví dụ như là đúng không? Bóng đá, bóng chuyền đúng không? Chính là tập nhỏ. Đúng rồi. Thì khi mà các bạn hiểu nhá, khi các bạn hiểu big and small, tập to tập con ấy, thì các bạn nhìn thấy ngay đáp án, nó sẽ ở ngay đây luôn. Ví dụ đúng không, rất nhiều loài như là hawthorn, và các bạn đừng có expect là mình sẽ hiểu được nghĩa đúng không, tại vì nó là tên cây. Thằng thằng cây này như là cây sơn trà hay sao ấy, cây sơn trà, tại vì nó có những cái đầu nhọn ấy nên nó mới có cái từ thorn. But anyway, đáp án chính là câu của câu 25 chính là hawthorn. Và mình thấy ngay một số những cái từ keyword cứng khác, ví dụ như từ food đúng không, food này, và các bạn thấy từ wildlife ở đây không? Thì hỏi các bạn nhé, wildlife là paraphrase từ gì ạ? Keyword đúng không? Chỗ này đi, trees that are small đúng rồi, nó chính là insect đúng không? Là cái gì nhỉ? Insect là cái gì các bạn nhỉ? Animals and insect. Các bạn có thấy cái pattern nó lặp lại không? Tree are small với cả cái gì ở đây? Such as đúng không? Đấy, ví dụ như này. Thì bên này nó sẽ là small tree. Quá dễ. Đúng không? Tree that are small, small tree. Such as nó thành for example đúng không? Ngoài ra thì mình còn có một thằng nữa là ở nhà thì các bạn phải gạch đầu dòng nhé, cho nó rõ nhỉ? Ở đây cho mình gõ thế. Với lại cái gì nhỉ? À, ở đề nó ghi là animal đúng không? And insects. Các bạn sẽ thấy là mình chữa thế này nó mới gọi là khoa học các bạn nhé. Chứ không phải làm xong rồi check. Thì chỗ này nó ghi là for wildlife. Đấy, nó chỉ ghi thế thôi. Nào, bây giờ tiếp nhá. Để xem các bạn có nhận diện được nó paraphrase kiểu gì không. Thằng số 1 quá dễ nhá, đúng không? Thằng số 1 thì thôi nhá, không biết nữa. Nó là kiểu mệnh đề quan hệ thành tính từ thôi. Bên dưới này, for example và such as. Thì mình cũng có thể hiểu là synonym đi, được. Synonym nhá. Được chưa? Tạm thời synonym. Thế còn thằng dưới này. Thằng dưới này, animals và insects thì paraphrase thành wildlife.
Không phải specify. Specify là chung đến cụ thể nhá. Còn đây là cụ thể đến chung. Không phải synonym. Không phải synonym đâu ạ. Đúng rồi, nó phải là ngược lại với thằng bên trên đúng không? Bên trên là chung, thằng chung đến thằng cụ thể thì thằng này phải là cụ thể đến chung. Các bạn thấy nó paraphrase không? Nhiều khi có nhiều bạn nhé, có khi trước khi xem livestream này các bạn không phân biệt được đâu ạ, các bạn chỉ biết là synonym. Đúng rồi, thì mình sẽ gọi là generalize. Nếu mà danh từ thì là generalization, but anyway. Generalize tức là chung chung hóa đúng không? Đúng không? Chung chung hóa. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ ngược lại bên trên. Summarize. Summarize nó như kiểu là tóm tắt đấy em. Tóm tắt thì not really, tóm tắt nghe như kiểu tóm tắt cả đoạn văn thôi được rồi, generalize. Ok. Được chưa? Thế thì qua cái câu này mình có học được từ nào? Ví dụ đó, ôi đúng không? Câu này đúng không? Anh thầy Quang dạy hết rồi đúng không? Tôi chẳng thấy có từ nào khó hết. Thì không biết gì đúng không? Không biết gì, viết mấy chữ x thôi. Được chưa? Các bạn hiểu cái kiểu paraphrase được chưa? Hiểu rồi lại chấm cái nữa nào. Xong đi tiếp thôi. Xong thế, xong cái này chưa nhỉ? Nốt câu cuối. Yep. Chấm chấm quá dễ. Mình nói thế nhá, mình các bạn thấy ngay hai kiểu paraphrase đối lập nhau ấy, các bạn rất là dễ hiểu. Câu cuối nhá. That or câu cuối nào, bất kỳ cái cây nào should be left to grow at the average. Ok, từ nào ạ? Từ nào là keyword cứng ở thằng cuối đây? Cái bảng này anh có gửi ở trong group IELTS từ đầu rồi. Em ạ, em lên để em tìm các công cụ nó tự ra. Anh cho các bạn hết rồi mà, anh có bắt các bạn vẽ đâu. Tree, trời, Nhật Minh. Thật đấy à, em cho anh từ khóa cứng là tree ấy. Cả bài này nói về tree ấy mà. Đúng rồi, à, thật ra theo anh thì em nên highlight từ left to grow ấy. Tức là nên để nó lớn tiếp đúng không? Cái từ này khá là dễ, nó paraphrase em vẫn sẽ hiểu được nghĩa đấy. Ngoài ra thì mình có là add và variety. Tức là mình nên để cái thằng này nó lớn đúng không? Tại vì nó sẽ bổ sung thêm vào cái sự đa dạng trong khu rừng này. Nói chung là đoạn này thì dễ rồi, nó là ngay câu cuối rồi đúng không? Nào, bây giờ mình hỏi các bạn nhá. Cái đáp án này này, nó là bổ nghĩa cho thằng nào? Thằng đáp án này là bổ nghĩa cho thằng nào? Thằng này chắc chắn là mình sẽ nói là tính từ đúng không? Tính từ thì tỷ lệ nhiều hơn. Ủa? Tree đúng rồi, nó sẽ là tree đúng không? Thằng này. Tức là đáp án phải là một tính từ bổ nghĩa cho cái thằng cây đúng không? Xem là cây gì thì nên được để cho nó lớn tiếp đúng không? Nào, các bạn nhìn lên, ta còn mỗi dòng cuối thôi. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái từ tree ở đây không ạ? Ừ, thì từ bổ nghĩa cho từ tree. Bây giờ nó không dùng mệnh đề quan hệ nữa mà nó để là gì? Nó không để là mệnh đề quan hệ nữa, đúng không? Nó không để là that nữa, nó không để là which nữa. Mà nó dùng luôn là tính từ, đúng không? Tính từ đây. Đây nhá, species of tree thằng này là noun đúng không? Thì thằng này là tính từ đúng không? Thì tính từ là để bổ nghĩa đúng không? Right, a beautiful day. Một ngày tuyệt đẹp đúng không? Đúng rồi, đáp án là rain. Và nó khác ở một chỗ ấy là khi các bạn áp dụng được những cái mà mình dặn ấy thì các bạn rất là tự tin nhá, làm xong rất tự tin luôn. Và các bạn thấy nó ngon không, làm bài gap filling trước nó có ngon không? Trời ơi, đáp án nó loanh quanh ở đúng khổ cuối này, gần như điểm cho không rồi. Ok, bị che chữ gì em? Che bên dưới này á hả? Đâu có bị che gì đâu. Rare á, chữ rare mà bị che á, đâu nhỉ, sợ thế nhỉ. Really? Che chữ rare. Ủa, sao mình nhìn đây mà không bị mà. Điện thoại chắc hơi bị đúng không? Từ từ mình kéo ra một tí. Just a little bit. Like this. Hết bị che chưa? Hết bị che chưa? Không bị, trời ơi. Trời ơi, các bạn bạn bảo bị, bạn bảo không. Không bị mà, tại vì mình nhìn ở đây. Nhưng mà vẫn anyway. Rồi, ok, anyway. Tiếp nhá. Cái từ bridges, mình nói lại một tí nhá. Nào, mình cùng lượt qua một loạt nhá. Các cái cách mình ấy nhá. Keyword cứng đúng không? Là các keyword mà không thay đổi, hoặc là dễ nhận diện. Được chưa? Nó paraphrase các bạn vẫn nhận ra được. Còn nó giữ nguyên thì càng tốt đúng không? Hầu hết điền gap filling là tính từ đúng không? Không em ạ, cái đấy nó chẳng chứng tỏ là gì hết, đừng đừng nghĩ kiểu đấy nhá. Gap filling đáp án thường nằm trong một khổ á, chưa hẳn em ạ, nếu nó khó thì nó sẽ nhiều khổ đấy.
nhưng mà nó sẽ theo thứ tự visualization, tức là khi các bạn phải tưởng tượng trong đầu một cái cây bị đổ là cây nằm ngang hay cây nằm dọc. Bridges là những từ như là gì ạ? À, mình sẽ nói là conjunctions. Có bạn nào biết conjunctions là gì không? Bridges cho em nói hơi em gì? Conjunctions ai biết là gì không? Các bạn viết tiếng Việt cho mình nào. Em xem thử điện thoại xem có bị mất chữ không. Có một số bạn bảo bị từ nối, đúng rồi. Nó sẽ là liên từ các bạn nhé. Nếu mà gốc nó là liên từ, tuy nhiên đúng không? Mình sẽ nói là conjunctions và cohesive device nói chung, tức là các cái từ nối nói chung nhé. Được chưa? Từ nối này nó là tất cả đúng không các bạn nhé? And, or, but đúng không? Hoặc là những cái thằng từ nối theo kiểu fanboys. Không biết các bạn đã bao giờ nghe cái này chưa? Chắc là nhiều bạn biết rồi, fanboys. Là kiểu for, and, nor, xong rồi vân 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 ấy. Được chưa? Cái này thì trong slide nhá, tí nữa mình sẽ ôn lại cho các bạn, không không lo. Nói chung là ý mình là widgets ở đây tức là các bạn phải hiểu những cái từ từ nối nhá, tại vì có nhiều từ ạ, một từ đấy nhưng mà nó có nhiều nghĩa kiểu thế. Ok, xong tiếp thôi, tiếp thôi nào. Đây đúng không nào? Thế thì giữa hai bài matching này nhá, không, thằng này là matching info này, thì nhá các bạn nhá, các bạn nốt vở nhá, giữa matching info và matching statement chắc chắn là làm matching statement trước. Chắc chắn là làm matching statement trước, đúng rồi. Thank you cho cô nhé. For and no bird. Oh yes, so. Đúng rồi, chuẩn em. Anyway. Tưởng tượng ra Chí Dũng chắc là em phải xem lại cái chỗ cái cây anh tả ấy mà. Thì em đã thấy rất dễ hiểu. Anyway, còn mới vào thì hơi khó. Rồi, tiếp nhá. Matching statement features. Anh có mất chữ. Đang bị mất chữ ở bên trái, tức là mình phải kéo như thế này. Chắc là tùy điện thoại nữa. But anyway, rồi được rồi, mình sẽ chỉnh theo các bạn. Mình sẽ làm bài matching statement này trước. Matching statement, statement là em nối, ví dụ như đây là em nối các cái mục tiêu ấy, mục đích. Còn matching heading thì lúc nào cũng là nối ý chính của một khổ. Thế thôi, nó khác nhau chủ yếu là cái đấy, là nó nối những cái khác nhau ấy. Rồi, ok. Thế thì bây giờ nhá, cái đầu tiên mà mình muốn các bạn làm ạ, mà mình đảm bảo luôn là rất ít người nói nhá, rất ít người nói, đó chính là các bạn phải có giúp mình nhá, mình các bạn ghi ở vở nhá, from a bird's eye view, from a bird's eye view. Có bạn nào hiểu cái idiom này tức là gì không? From a bird's eye view. Các bạn có hiểu from a bird's eye view tức là như nào không ạ? Đúng rồi, nhìn nhanh, nhìn từ xa, đúng rồi, nhìn xa trông rộng, đúng rồi. Đây là một idiom trong tiếng Anh các bạn nhé. Tức là sao? From a bird's eye view, tức là các bạn phải có một cái nhìn tổng quan nhé. Các bạn phải có một cái nhìn overview, không giống skim với không giống scan em nhé, nó sẽ hơi khác một tí. Nó hơi giống scan ấy, but anyway. Tức là sao? Trước khi các bạn làm ấy ạ, các bạn sẽ phải highlight hết cho mình những cái ở trong cái bảng này. Chưa nhìn bên trên vội nhé. Các bạn highlight hết cho mình ở cái bảng này đúng không? Và cứ riêng các bạn phải đọc một tí đúng không? Chỗ đây mình sẽ hiểu là ba cái này là ba cái gì ạ? Các bạn chat ra nào. Ba cái này là ba cái gì? Để bắt các bạn phải đọc đề thôi. Có xem lại được không? Chưa chắc em ạ. Tại vì nếu mà anh mà gửi clip cho các bạn đúng không? Các bạn tua ấy, anh không thích kiểu đấy. Tương tác trực tiếp luôn. Ba, úi rồi ba cái cây thì thôi rồi. Đúng rồi. À, hát chi. Ba công cụ, không phải ba purpose. Ôi, bạn nào bảo là purpose thì đi rồi. Không phải purpose. Đúng rồi, ba kiểu cắt nhá. Đúng không? Đây đây, nó nói là the list of timber cuts, tức là đây là ba kiểu cắt cây nhá. Còn cái thằng 19 20 21 này mới là mục đích nhá. Phân biệt nhá. Thằng dưới này không phải mục đích. Thằng dưới này là ba cách cắt cây nhá. Thế thì tại sao mình lại nói là form a bird eyes view? Để các bạn có một cái góc nhìn từ trên xuống ấy, của một chú chim, thì các bạn sẽ cần highlight hết giúp anh ba cái thằng cách cắt này. Thì các bạn highlight nhá, nào các bạn scan đi, đúng không? Toàn tên riêng thôi, đó thằng đầu là cái gì nào? TSI đúng không? Salvage Shelter Wood. Toàn tên riêng, scan quá sướng. Nào, các bạn sẽ thấy ngay. Nếu mà các bạn mà nhìn theo một góc nhìn của một chú chim ấy, nó rất là dễ, nó ở các khổ nào nào? Các bạn chat ra nào. Ba cách này ở các khổ nào? Các bạn sẽ thấy là cái bài đọc nó sáng ra ấy. Kiểu nó sáng loáng ra luôn đấy, chứ nó không kiểu mù mịt như bình thường đâu. Ba khổ nào nào, ba cách cắt
Đúng rồi, DEF luôn. Các bạn đừng nói D nhé, mà các bạn phải nói là DEF. Nhìn cả ba khổ nhá, đừng nhìn một. Các bạn sẽ thấy ngay, đây, anh highlight đấy các bạn nhìn nhé. Trời ơi, nó dễ. Đây là một này. Đâu nữa? Đây là hai đúng không? Và đây là ba. Thì bây giờ mình hỏi các bạn là nếu mà các bạn đã highlight được như thế này, các bạn có thấy tự tin hơn không? Đáp án nó chỉ trong cái chỗ này thôi đúng không? Loanh quanh mấy dòng này thôi. Và nó không thể lẫn đi đâu được. Được chưa? Rồi, thế thì đấy là cái đầu tiên nhá. From a bird's eye view. From a bird's eye view các bạn nhìn nhá, nó sẽ rất là bao quát. Xong bây giờ mình mới đi sâu vào nhá. Đi sâu cụ thể nhá. Tiếp nào, mình sẽ cùng check xem vẫn được rồi, cứ từ từ đúng không? Nó phải từ từ chứ. Thì bây giờ mình cứ đi từng cái một nhá. À, dĩ nhiên nhá, trước khi đấy thì các bạn đọc dịch giúp mình cái chỗ 19, 20, 21 nhá. Bài này thì khá là dễ. Có từ nào các bạn không hiểu không? From a bird's eye view. Loại bỏ các cây bị bệnh này. Để generate income. Thầy hỏi các bạn nhé, income là gì ạ? Generate, rồi ok, có bạn hỏi generate, generate là gì nhỉ? Rồi mình nốt qua một tí từ vựng nhé, generate là gì các bạn? Income là tiền đúng không? Income là những kiểu money ấy. Từ này thì khá là dễ. Income kiểu money thì generate là gì? Ừ, generate income là make income đúng không? Make money đúng không? Generate nó sẽ mang nghĩa như kiểu là tạo ra, nó như kiểu là create em nhé. Và nghĩa nó khá là rộng, nó có thể là tạo ra điện, tạo ra thu nhập, tạo ra bão đúng không? Tạo ra mưa, đấy, tạo ra bất kỳ cái gì. Rồi. Ngoài ra bên dưới này mình sẽ có một cái bắt đầu đây, bắt đầu đến mệnh đề quan hệ đây, nó hơi khó một tí, cái từ whose này. Các bạn chat nhá, mệnh đề quan hệ whose là nó thể hiện cái gì ạ? Mệnh đề quan hệ whose là thể hiện cái gì? Của ai sở hữu, đúng rồi, sở hữu đúng không? Sở hữu cách nhá. Thì mình sẽ viết vào đây giúp thầy nhá. Possessive plus plus nha. Thầy không phải là possessive như bình thường mà là possessive plus. Các bạn biết tại sao lại plus không? Tại vì rất nhiều bạn biết là nó là sở hữu cách. Nhưng mà cách dùng thì chưa chắc ai cũng đã biết nhé. Cách dùng chưa chắc ai cũng đã biết. Bây giờ mình sẽ che bên trên nhé. Mình hỏi các bạn nhé. Tại vì mình không muốn để các bạn nhìn. Đừng nhìn vào đề nhé. Mình hỏi các bạn hút thì cộng cái gì ạ? Cộng cái gì đằng sau? Nào. Hỏi cho em có biết không? Che cái bài đi. Đừng có nhìn nhé. Không phải nhìn bên trên để làm ra. Đấy. Ôi rồi đi. Đi nào là đi rồi. Cộng cái gì đằng sau ạ? Không phải nào. Trời ơi. Ui. Justin Phan. Correct. Trời ơi. Nào. Trời ơi các cháu ơi, không phải nào, verb thì càng sai. Đúng rồi, mệnh đề, đúng không? Đấy, biết ngay, đúng không? Chưa chắc đã dễ đâu, đúng không? Sở hữu ạ, đúng không? Hỏi cộng gì, chưa chắc đã biết đâu, đúng không? Đúng rồi, thằng này phải cộng SVO nhá. Right, tức là nó phải cộng SVO ở đây. Chưa chắc đã dễ đâu, đúng không? À, thế thì bây giờ mình sẽ viết như thế này nhá. Mình sẽ nói là cộng B, đúng không? Nhưng mà B này là một mệnh đề nhá, được chưa? Bên này có một mệnh đề. Thế thì mình có một cái cách nhá, hồi trước thì mình hay dạy ngữ pháp ấy cho các bạn ấy, bây giờ thì mình dạy các level cao hơn, nhưng hồi trước mình có một cách mình dạy ngữ pháp nhá mà các bạn không thể nào các bạn quên được ấy. Mình luôn luôn mình nói như này, A hút tức là các bạn viết vào trong vở luôn nhá, cái này là nốt cho possessive plus nhá, tức là A bằng đi bằng bằng A sở hữu B, thế thôi. Thế thôi, rất nhiều bạn nhá, rất bị lẫn, rất dễ bị lẫn ấy, kiểu không biết là cái gì sở hữu cái gì. A hút B, B là mệnh đề quan hệ đúng không? A hút B tức là A sở hữu B, easy. Bây giờ các bạn thử nhá, mình cho các bạn một câu tiếng Việt nhá, các bạn viết thử giúp mình xem các bạn có viết được sang không nhá. Kiểu nó rất dễ luôn đấy. Tôi muốn mua đúng không? Một căn nhà đó đúng không? Phải có cửa sổ to nào. Xin mời viết sang này. SVO là mệnh đề. Ủa, mệnh đề động chủ ngữ động từ ấy. Nào các bạn viết sang tiếng Việt cho mình cái này nhá. Viết sang tiếng Việt nào. À nhầm nhầm, viết sang tiếng Anh. Ok. Trời ơi, dùng whose nha. Dùng whose nha, phải dùng whose nhá. Tôi muốn mua một căn nhà. Căn nhà đó phải có cửa sổ. Phải có cửa sổ thật to. Nào, dùng whose nha. Đúng rồi, các bạn thấy không? Rất nhiều bạn nhé, các bạn ghi luôn là I want to buy a house whose windows are big.
Các bạn thấy nó dễ không ạ? Tức là các bạn chỉ cần phải nhớ một cái duy nhất là A hút B, tức là A sở hữu B và thằng B này là SVO hết. Đúng không? Thế thôi. Ừ, thế thôi các bạn. Đúng không? Thế thôi. Và các bạn không bao giờ nhầm nhá, thề luôn đấy, các bạn nhớ được cái này sau các bạn sai là khó là đúng. Đảm bảo luôn, chứ còn hút sở hữu cách đúng không? Cái đấy dạy suốt. Ai chả biết. Bảo viết câu ấy, chưa chắc đã viết được đúng không? Ok, vẫn anyway. Đề thi thật có ngang cao 18 không? Có em nhé. Đề do cái người ra đề người ta ra mà. Rồi ok, em đừng nghe linh tinh trên mạng em ạ. Ok, anyway, mình hiểu sở hữu cách rồi nhá. Dịch nốt nào, close in H. Tức là sao nhỉ các bạn? Cái phần mình highlight là keyword cứng các bạn nhé. Close in H, tức là gần, không phải già. Close in H không phải già, mà là ở loanh quanh nó, tuổi nó gần gần với nhau, cùng một tầm tuổi nhé. Thì nó sẽ gọi là close in H, đúng rồi. Các bạn hiểu thế nhé, chứ đừng bảo là già nha. Đúng rồi, chuẩn. Nói chung là cái chỗ này theo mình là nghĩa ok. Thế bây giờ mình đi từ trên xuống nhá. Được chưa? Mình chọn thôi. Nào bắt đầu mình thử TSI nào. Mình sẽ dịch nhá. Mình từ từ nhá để mình viết ra đây nhanh nào. Cái gì bị bệnh à, đúng không? Cây bệnh này. À thôi thôi. Thôi dịch rồi, dịch rồi, dịch rồi. Tí nói cho nhanh. Trong cách cắt TSI đúng không? Những cái cây mà có chất lượng thấp này và những cái vật liệu của cây đúng không sẽ được cắt xuống để cho phép nhiều không gian ánh sáng và nguồn lực cho những cái highest value stems that remain. Chỗ này mình có một từ là stem các bạn nhé, tại vì trong câu này mình cần biết từ stem, cho nên nếu mà anh sẽ ghi keyword, à thôi keyword thì chưa đâu, tôi lại cứ dịch tiếp đi vậy. Stem các bạn biết là gì không ạ? Từ vựng nhá, cho anh các bạn cần phải biết đấy, stem là gì đâu. Stem nó như ở cái trunk, trunk của cái cây ấy. Úi giời, cành cây thì đi rồi, thân cây đúng rồi, vỏ thân cây ấy. Cái từ này các bạn nhá, cái từ này là hôm trước, hôm tháng hồi tháng tư mình đi thi là gặp từ này đấy. Hôm đấy là mình bị cái bài đọc về cây cái gì, cây đỗ à, p p tree có stem. Anh có phát lại live không chưa chắc nha em nhá. Anyway, cứ tập trung cái này đã. Rồi, nói chung là nó sẽ cắt những cái cây cùi bắp đi đúng không? Để nó nhường chỗ cho những cái cây mà có giá trị cao. Loại bỏ những cái cây này đúng không? Thì sẽ là một cái primary goal. Các bạn viết tiếp nào, primary. Một số từ phải biết nha, các bạn gặp lại nhiều lắm đấy. Primary là gì ạ? School là trường cấp 1 đúng không? Primary school là trường cấp 1. Mà trường cấp 1 thì nó là một thứ rất quan trọng đúng không? Ai mà không học cấp 1 thì đừng hòng lên cấp 2, chứng tỏ primary chính là main hoặc là kiểu important. Thế đó, chính chủ yếu đúng rồi, quan trọng chính chủ yếu. Bởi chứ hàng đầu thì không hẳn em nhé. Primary nó là kiểu main thôi. Ừ, hơi hơi hàng đầu. Chính, không phải nguyên thủy. Không phải nguyên thủy nha em. Chính nha, chủ yếu, chính chủ yếu. Đó. Rồi, ok, một số những từ ai biết rồi thì thôi. Dịch tiếp nhá. Loại bỏ những cái cây này này sẽ là một cái nhiệm vụ khác đúng không? Của TSI. Tức là mình đọc ở đây mình vẫn chưa thấy có cái gì bên dưới nhá. Đây các bạn thấy stem không? Stem có nghĩa là tế bào không? Không em, stem là vỏ cây thôi. Bạn nào mà không hiểu vỏ cây đây hơi mệt. Những cái vỏ cây này sẽ gì đây? Are left behind might then grow in size. Những cái vỏ cây ở thân cây bị bỏ lại này, sau đó vẫn rất có thể là lớn lên đúng không? Và phát triển thêm nhiều foliage, một số từ vựng nhé. Foliage và crowns or top. Các bạn có đoán được crowns là cái gì không? Từ từ nhé, một số từ trước. Crowns. Crowns này xem phim nhiều chắc biết. Crowns không phải là cây. Foliage này là tán cây đúng rồi. Foliage là tán cây. Còn crowns là cái gì? Cái gì đội đầu ấy. Đúng rồi, vương miện. Nhưng mà đây mình sẽ không dịch là vương miện đúng không? Đấy. Biết từ gốc nhá, đúng rồi, biết từ gốc thì phải đoán nhá, được chưa? Vương miện của cái cây ấy, nó chính là cái chỗ đỉnh trên cùng của cái tán cây ấy. Đúng rồi, chuẩn thì phải đoán thôi đúng không? Nói chung là sau đó thì bọn nó sẽ vẫn lớn lên và tạo ra nhiều những cái kiểu gọi là che bóng râm cho khu rừng đúng không? Và cái gì đây? Chúng ta có nhiều cơ hội hơn để
chúng có nhiều cơ hội hơn chứ, để có thể tái sản sinh đúng không? Generate, việc có regenerate, tái sản sinh ở một môi trường bớt đông hơn. Cái cách này thì có thể được tailor, đây là một từ tiếp theo nhé, tailor. Từ này quan trọng các bạn phải nốt vào. Các bạn biết các cái nhà may không? Các bạn biết nhà may tailor là gì không? Nhà may tailor tức là như nào? Đúng rồi, may đo đúng không? May đo thợ may tức là sao? Họ sẽ đến họ đo người các bạn to hay các bạn nhỏ thì họ sẽ customize đúng không? Họ sẽ tinh chỉnh theo cái người của các bạn, thì tailor ở đây cũng là như thế nhé. Thì mình sẽ dịch nghĩa như thế ạ, cái cách cắt TSI này đúng không, có thể được tinh chỉnh. Cái từ này nếu mà tra từ điển nó như kiểu từ adjust ấy. Ôi dồi ôi, cái gì Taylor Taylor Swift, ok. Nó có thể được tinh chỉnh tùy theo cái gọi là mục tiêu của cái ông nông dân đúng không? Tức là ông nông dân này ông muốn thế này thì ông ấy có thể cắt theo kiểu này, ông ấy muốn thế kia thì ông lại cắt theo kiểu kia. Nào thế bây giờ mình xuống nhá, mình dịch xem. Các bạn có chọn được cái nào ạ? Ví dụ như ở đây là mình chưa thấy này. Chưa thấy này. Dụ mình chưa thấy đúng không? Nhưng các bạn nhìn thấy ở chỗ này không? Tại sao mình chưa thấy nhưng mà mình không thấy lo? Tại vì nó có từ này. Nó gói cùng này này. Tại vì nó có cùng này. Các bạn, nó bảo là bạn có thể dùng nhiều từ hơn là một không, chứng tỏ trong ba thằng này có một thằng sẽ không dùng các bạn, nó sẽ như kiểu ví dụ như là BCC hoặc là CAA, các bạn hiểu không ạ? Cái chỗ này là các bạn phải rất là để ý nhá, được chưa? Tức là nếu mà nó ghi là you can use any letter more than once, tức là sẽ có một thằng không dùng nhá. Còn nếu mà nó không ghi gì thì sẽ là không được trùng. Các bạn nốt ở bên cạnh nhá, nếu không có dòng này thì sẽ là không được trùng. Ví dụ mình đọc TSI xong thì mình đọc tiếp thôi, đúng không? Ở đây thì các bạn ấy chọn luôn là BAC. Đó, nhưng mà mình chưa đọc nhé, thì mình sẽ chưa chọn. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp nhé, Savage Cat. Nói chung là thằng này đọc xong nhưng chỉ học từ vựng thôi, chưa có gì. Rồi, Savage Cat này, tiếp nào. Với những pest, một số từ nhé. Pest là gì nào các bạn? Có rất nhiều con pest và pathogens. Pest, pest. Ai biết pest là con gì? Ở rừng. Anh vẫn chưa thấy thu nhập, chưa thấy tiền nên chưa chọn gì hết. Pest, các bạn biết là cái gì không? Pest là côn trùng ấy. Pesticide là thuốc trừ sâu mà. Pest là côn trùng đúng rồi. Pest và pathogens. Pathogens nó như kiểu là virus ấy, virus vi khuẩn, được chưa? Nói chung là ngôi rừng, cái khu rừng đúng không ạ? Thì có rất là nhiều virus vi khuẩn này. Như đúng không? Đúng không? Including, các bạn nhìn thấy những cái từ including nó chính là tập to tập con đây, bố con của các bạn đây đúng không? Bao gồm những con như là thế này đúng không? Beetle là như kiểu bọ cánh cứng này. Moth là bướm đêm này đúng không? Vân vân. Rồi và mình sẽ thấy bên dưới á, nói chung là cái phần mà nó including này này, các bạn nếu mà các bạn thích nhanh nhá. Thích nhanh các bạn có thể gạch đi được, tại vì nó cũng chỉ là bổ nghĩa thằng trước thôi. Đây. Và cái việc mà cắt theo kiểu này đúng không? Thì nó có thể giúp ease these issues. Ở đây mình có một cái động từ nữa là từ ease. Xin mời, ease là cái gì đây các bạn? Ease something. Trời, tính từ là easy lắm. Thì ease là cái gì ạ? Làm dịu, đúng rồi, chuẩn, làm dịu, xoa dịu luôn. Tức là cái cách này nó sẽ giảm nhẹ những cái vấn đề này. Vấn đề này tức là mấy con côn trùng này nhá, đúng không? Đấy, các bạn thấy không? Đúng không? Bắt đầu là giảm côn trùng, giảm dịch bệnh này, nghe con quen rồi đấy. Những cái kiểu cắt này này, có thể giảm số lượng cây bị ốm đúng không? Và từ đó thì kiểm soát những cái vấn đề về pest đó. Đây cũng là một cái từ quan trọng, từ pest các bạn nhé. Ai mà không biết từ pest thì rất là khó. Pest nó như kiểu là insects đó. Rồi ok, nó sẽ để lại những cái cây mà rất là dồi dào sức khỏe đúng không? Vigorous tức là kiểu healthy đúng rồi. Ok thì mình chọn cái gì ạ? Nói chung là cả khổ này nói về là cách cắt này thì giúp loại bỏ côn trùng thôi, loại bỏ những cái dịch bệnh thôi. Mình chọn B đây đúng không? 19 là B. Đấy, 19 là B, tiếp nhá. Nếu mà thế đúng không? Bên dưới này mình mạnh dạn mình chọn luôn CC. Đúng không? Các bạn đây phải là B chứ, không phải A đâu. A lúc mà anh đọc là chưa thấy gì nhá. 19 B và A lấy đâu ra mà và. Nào nào.
Ôi trời ơi, lại bị lỗi rồi. Các bạn đọc câu này nhá, bạn không thể được dùng, bạn nhầm, bạn có thể được dùng một từ hơn một lần. Ý là sao? Ý là trong ba đáp án này các bạn có thể trùng hai con C ấy. Các bạn hiểu không ạ? Chứ không phải là ở đây là các bạn chọn hai đáp án là B với A nhá. Trời ơi, chọn thế thì lại khôn quá đúng không? Thế thì more than one ấy, thầy chọn luôn ABC luôn gì nữa. Tại sao không phải là A? Thế tại sao là ai? Nó tại vì A nó có là dịch bệnh đâu. Đúng không? Em hiểu dịch bệnh ở đây là các cái con test. Đúng không? Đâu đâu là B nhá. Mà câu A mình đọc rồi đúng không? Thế thì bây giờ còn hai thằng còn lại chắc chắn là C thôi. Tại vì khổ A cái TSI cắt mình đọc rồi ấy mà. Đó. Và thằng cuối nhá, Shelterwood ở đây mình sẽ tìm nhé các bạn nhé. Đúng rồi, có một bạn nói là về tiền đúng không? Generate income thì mình sẽ nhìn ngay những cái từ nào mà nói về tiền này. Hoặc là close in age, đúng không? Hợp với tuổi hoặc về tiền. Đâu? Mình thì thích tìm tiền trước các bạn. Đâu, tiền đâu? Dòng mấy? Tuổi hoặc tiền nhé. Tuổi hoặc tiền dòng cuối à? Income, money, profit. Where is it? Đây. The money đúng không? That comes in, is spread out over a decade. Và mình sẽ thấy ngay là nó có hai vụ mùa đúng không? Về cơ bản là cách cắt này thì nó sẽ cho phép là cái rừng nó trồng được hai loại cây ấy. Thì các bạn harvest, các bạn thu hoạch được hai đợt một năm và sau đó thì tiền nó sẽ trải dài ra. Tiền ok đúng không? Chọn luôn. Xong. Nào thì bên trên này. Đâu tuổi đâu? Gần về tuổi. Tuổi, tuổi già trẻ đúng không? Tuổi những này nó nói già trẻ ấy. Dòng 4. Đúng rồi, mình có các từ ví dụ như là đấy, young forest đúng không? All trees similar point in their growth. Được chưa? Similar point in their growth. Thì nó sẽ nói là cái gì? Close in age à? Đúng không? Rồi, chỗ này là một chỗ hay. Mình sẽ nốt ở đây nhé. Nào, chỗ này nhé. Bên dưới nó ghi là close in age đúng không? Sang bên này nó sẽ nói là cái gì nhỉ? Quên mất. Similar point in their growth. Ok. Similar point in their growth. Point ở đây tức là time ấy đúng không? Tức là cùng một cái giai đoạn trong quá trình sinh trưởng của cái cây. Money thì nó nói thành cái gì? Income này thành money đúng không? Ok, quá dễ. In đây, đây đây là cách paraphrase yêu thích của các bạn này. Income money thì là nó paraphrase kiểu gì đây? Income money. Đúng rồi, synonym chuẩn. Đúng rồi, synonym đây, mãi phải đến synonym đúng không? Ủa rồi cái gì mà specify em? Tôi chung là tiền, tiền thu nhập thì nó cũng gần như nhau thôi em ạ. Synonym luôn. Thế còn bên trên? Ai biết? Nào bên trên này mới đây. Chưa chắc đã dễ đâu đúng không? Có khi nào mà đề ghi là you may use more than once mà mình không dùng? Nếu mà thế thì là thường em sẽ sai đấy nhím ạ. Họ ghi là có lý do nhé. Và điều này đã được confirm bởi bên hội đồng Anh cũng như IDP rồi. Bên tổ chức thi họ đã confirm. Nó mà nói là you may use a letter more than once thì tức là ít nhất phải có một chữ em phải dùng hai lần. Explanation à? Concept à? Chưa bạn nào nói được thằng bên trên này là paraphrase kiểu gì? Mình sẽ cho các bạn nhé. Thằng này thì mình sẽ đặt nó là, tức là nhé, nó sẽ là theo kiểu là diễn đạt song song ấy. Thì mình có thể nói là parallel expression, parallel expression hoặc là alternative expression. Đây là một khái niệm mới nhé. Bạn nào chưa biết thì các bạn có thể nốt lại. Parallel tức là song song ấy. Parallel như kiểu cái thang song song ấy. Đó. Thì tại vì sao nó lại là parallel expression? Tại vì các bạn thấy không ạ? Các cái cụm ở đây của nó rất là dài nhá. Thế nên nó mới khó ấy, đúng không? Nó dài nên nó mới khó và nó cũng không hẳn là synonym. Nó cũng không phải là chi tiết hóa, nó không phải khái quát hóa đúng không? Đó thì mình sẽ có là parallel expression diễn đạt song song, một cái rất là hay. Chưa đến mấy giờ chắc sắp xong rồi mà khoảng 15 phút nữa thôi. Anh đẩy nhanh một chút. Synonym đấy. Em nhìn em biết mà, synonym tức là một hai từ thôi em, bằng đồng nghĩa. Đồng nghĩa này là chỉ một hai từ ấy đúng không? Đây là ba từ nó paraphrase năm từ đúng không, thì nó khác chứ. Các bạn hiểu hết rồi chấm này, đoạn parallel expression này cũng là một đoạn khác các bạn phải chấm.
Similar point in growth, in their growth, tức là các cái cây mà cùng một thời điểm trong quá trình sinh trưởng của nó ấy, em thì là cùng tuổi còn gì nữa, đúng không? Đúng không? Cùng thời điểm phát triển thì là cùng tuổi, thế thôi. Đúng không? Xong. Ok. Rồi, ok, nào, chùm cuối. Nào, hiểu bài rồi và sẵn sàng đến chùm cuối thì chấm nào. Hôm nay nói chung là mình sẽ livestream nhanh hơn lần trước đấy, đúng không? Chùm cuối, chùm cuối. À, thank you em. Chùm cuối matching info. Rồi, với cái dạng matching info này mình sẽ có một số những cái quan trọng nha. Cái quan trọng nhất đó, đúng, đó chính là cái đầu tiên. Là cái nào nó từ đầu buổi, final destination. Địa điểm cuối cùng. Địa điểm cuối cùng, tức là thằng này luôn luôn để cuối làm nhá. Các bạn nốt vào trong vở nhá, final destination, luôn luôn hiểu nhá. Thằng này luôn luôn làm cuối. Bảng này lấy ở đâu á? Trong group IELTS từ đầu em. Mình đã đăng cho các bạn từ tuần trước rồi. Các bạn cứ tìm ấy, phát công cụ là ra. Bao giờ anh live tiếp chưa biết nha em. Có thể là cuối tuần sau hoặc là giữa tuần sau. Anh chưa, kiểu anh chưa lên plan ấy, but anyway. Một bài reading nên chọn ra bao nhiêu từ để học? Khoảng tầm 7 từ em ạ, 7 đến 10 từ. Thế thôi, 7 đến 10 từ thôi. Nào, final destination là một đúng không? Cái thứ hai, đó là một cái mà rất ít ai nói cho các bạn. Bây giờ anh hỏi các bạn nhé. Những cái câu từ 14 đến 18 là cái gì ạ? Nào. Những câu từ 14 đến 18 là cái gì? Hỏi xem các bạn có biết không nhé. Nào. Các câu từ 14 đến 18 là cái gì? Hỏi xem có hiểu không? Nó là cái gì info? Nó là cái gì info? Nó không phải là heading em. Chờ, bài này không phải là heading. Không phải là title. Title là tiêu đề của đoạn rồi. Không phải title. Không phải nội dung chính, Nhật Minh ạ. Nhật, nội dung chính thì là matching heading rồi nhá. Đừng nhầm nhá. Mình vẫn muốn có một cái gì đó chi tiết hơn là info. Những cái thằng này mình biết là info nhưng mà nó sẽ là... Đúng rồi. Small pieces of info. Các bạn hiểu không ạ? Tức là những cái thằng 14 đến 18 này là những mẩu, mẩu thông tin bé tí. Phải chú ý là bé tí nhá. Đúng không ạ? Rất nhiều bạn nhá, đúng không? Làm những cái bài này xong nhưng mà các bạn lại không hiểu 14 đến 18 là cái gì. Không phải nội dung tóm tắt. Nó là mẩu thông tin bé tí ở trong cái khổ mà các bạn đang chọn đấy. Right? Đúng rồi. Details. Được chưa? Rồi, cho nên mình sẽ hiểu ạ. Nó có theo thứ tự không? Các bạn trả lời cho mình nhé. Small pieces of info, đúng rồi. Nó có theo thứ tự không? Mấy thằng kia là theo thứ tự hết. À, nhầm, thằng gap filling là theo thứ tự đúng không? Small pieces of info. Không đúng không? Nó không... Thế thì bây giờ nó có một cái quan trọng các bạn. Nó không theo thứ tự, đúng rồi. Nó mà theo thứ tự thì nó làm gì đúng không? Nó theo thứ tự ABC thì các bạn cần gì phải chọn nữa. Nó không theo thứ tự, cho nên mình sẽ có cái technique số 2 nhé. Easy first. Vẫn cái tư duy làm thôi, đúng không? Cứ thằng nào dễ mình phang trước. Thằng nào dễ, tức là những cái thằng như thế nào là quen. Quen hoặc là dễ hiểu. Thì gọi là easy first nhé. Thì các bạn đọc đi. Các bạn đọc từ 14 đến 18 xem có dạng nào quen không? Có dạng nào quen không? Không, bài này không phải suy ra ý chính đâu, siêu ạ. Siêu ạ. Ý chính là matching headings. Đây là matching info. Đúng rồi. Đấy, các bạn thấy nó dễ không? Nó là 17 nhé các bạn. Example of insects. Những cái ví dụ về các cái con côn trùng đúng không? Nó là khổ nào nhỉ? Bây giờ chỉ cần đọc lướt lại thôi. Câu 17 đúng không? Nó là khổ nào? Khổ nào nhỉ? Đâu rồi, vừa... À đây nhầm, kéo nhầm. Khổ E à? Khổ E đâu? Các cái con đấy là con nào? Các bạn chờ mình một giây nhé. Chờ mình một giây. Điện thoại mọi người. Điện thoại. Ok, tiếp nhé. Khổ E. Đúng rồi, đáp án là khổ E đây. Các bạn nhìn đúng không? Khổ E chính là cái chỗ này này. Cái chỗ mà mình gạch này. Lúc nãy mình bảo các bạn gạch bớt đi, đọc cho nhanh ấy. Đây. Nó chính là cái con như là bọ cánh cứng này. Nó chính là các con như bọ cánh cứng này. À, bướm đêm đúng không? Moth, borer. Và cái vấn đề ấy là các bạn phải hiểu hai thứ. Thứ nhất là từ pest. Cho mình một giây nhé.
Rồi, các bạn phải hiểu được từ pest là côn trùng đúng không? Và các bạn phải hiểu được từ including này này. Including này thật ra nó cũng gần như là such as đúng không? Các bạn hiểu không ạ? Including này gần như such as. Tức là nó vẫn là tập to tập con ấy. Thì các cái thằng đằng sau này nó chính là các cái con. Đấy, nó sẽ liệt kê 4-5 con ở đây. Thì mình chọn luôn đúng không? Các bạn thấy nó dễ không? Lý do tại sao mình bảo các bạn là matching info, matching heading để cuối nhá. Trời, câu này không cần nghĩ luôn á. Chỉ cần đọc lại luôn. Chọn luôn, e luôn. Sao phải xoắn? Đâu, còn cái này gì quen nữa không? Còn gì quen nữa? Có bạn hỏi yield là cái gì? Yield bằng generate luôn em ạ. Mình viết ở đây cho em nhé. Có bạn hỏi yield là cái gì? Từ này nhìn hơi lạ đúng không? Yield nó bằng generate luôn, mình hiểu thế cho nó nhanh. Generate, yield là generate 18 à? Một cái tên khác cho một loại cây. Một cái tên khác cho một loại cây mà sử dụng ngũ cùi bắp á. Alternative mình hiểu là thay thế. Đâu, các bạn tìm cái thay thế. Mình nhớ là làm gì có cái gì. Đâu. 18 không phải là G. Em biết tại sao không? 18 không phải G. Em biết tại sao không ạ? Tại vì ho font này không phải là tên khác. Nó không phải là an alternative name. Nó không phải là tên khác mà nó là gọi là như nào nhỉ? Khi mình hiểu là alternative name tức là sao? Tức là nó phải là ngang bằng cơ chứ nó không phải là bố con, đúng rồi. Nói như thế là các bạn dễ hiểu nhất. Alternative ở đây ấy, tức là bằng nhá. Chứ không phải là bố con cho nên ở đây nó sẽ không phải là G em ạ. Để ý nhá. 18B à, các bạn chọn B là mình check B nào. Đây, đây rồi, thấy luôn này. Trong một kép các bạn thấy không? Low use wood đúng không? Đúng không? Và các bạn thấy là some people even call these junk trees. Cây vứt đi. Giống như ở junk food ấy. Đúng không? Các bạn để ý nhá. Câu 18 là bằng nhau nhá. Alternative tức là bằng nhau. Giống như kiểu là ví dụ mình tên tiếng Việt là Quang đúng không? Thì một cái alternative name của mình có thể là Jack. Thì nó là bằng nhau chứ không phải tập to tập con nha. Các bạn không thể nào nói nó là Hawthorn là cái cây sơn trà được đâu. Không phải. Đúng rồi, thằng này sẽ là đáp án B nhé. Đó, đúng không? Vấn đề là em có hiểu được nghĩa của từ alternative không? Alternative ở đây mình sẽ hiểu là bằng nhé. Và nó sẽ như kiểu là another ấy. Another hoặc là other ấy. Được chưa ạ? Hết chưa? Hết câu nào quen rồi thì mình ấy tiếp thôi. Mình tìm như bình thường thôi. Ở đây mình sẽ thấy nhé, tại vì đây là bài đọc số 2 các bạn, cho nên nghĩa nó khá là dễ hiểu. Thay thế ừ nhé. Câu thôi bây giờ làm bình thường nhé, câu 14 nhé. Những cái hậu quả đúng không? Hậu quả cho khu rừng khi mà con người ta chỉ tập trung vào tiền. Nó sẽ không phải là cái tiền ở phía bên dưới các bạn nhé, tại vì tiền ở phía bên dưới là ý là tốt đúng không? Một năm là thu được hoạch được 2 mùa thì nó không phải hậu quả. Mình hiểu là bad outcome ở đây tức là hậu quả đấy, thì thôi mình cứ đọc từ đầu nhé, được chưa? Mình scan đi. Đây là từ khóa cứng các bạn nhé. Từ khóa cứng thì nó sẽ không phải tất cả. Mà nó sẽ chỉ là bad bad outcome này đúng không? Only financial, được chưa? 14 các bạn nói luôn đi, đáp án nào ạ? Tại vì B à? B à? Đâu xem nào. Bad outcome đâu ạ? Dòng mấy các bạn nói luôn giúp mình nhé. Đây. Economic value đây. Xem nào. Đúng không? Thế còn bad outcome là cái gì ạ? Bad, bad, bad. Economic value là giá trị kinh tế đúng không? Đúng rồi. Đây, mình thấy ngay đúng không? Giảm sức khỏe của stent đúng không? Stent là cái gì nhá? Đi thi các bạn nhớ nhá, nó có cái dấu sao này nó ghi ở dưới này đấy. Stent này. An area covered with trees that have common features. Tức là stent này đây mình hiểu là một khu vực rừng. Tức là khi các bạn chỉ tập trung vào những thằng này đúng không? Các bạn kiếm được tiền nhưng mà cái sức khỏe của cái khu rừng nó sẽ bị giảm. Cũng như là cái khu rừng đấy nó sẽ dễ tổn thương hơn với thời tiết xấu và dịch bệnh đúng không? Ở đây mình có từ vulnerable. Vulnerable là gì nhỉ? Vulnerable.
rất là mỏng manh và dễ vỡ. Đúng rồi, vulnerable tức là kiểu weak ấy. Kiểu weak ấy, vulnerable. Bạn nào không biết thì phải nốt nhá, đúng không? Những cái từ này là các bạn phải biết đấy ạ. Vulnerable. Đó, thì chính là cái chỗ màu đỏ nhá, các bạn chọn B, chuẩn. Nói chung là mình phải scan thôi, các bạn phải scan xem chỗ nào là bad outcome và chỗ nào là financial. Tức là bất kỳ gì liên quan đến tiền. Các bạn scan khổ một, các bạn sẽ thấy không có gì liên quan đến tiền hết. Phải nhanh nhá, đoạn đấy là phải nhanh nha các bạn. Đấy là nhanh nhất rồi, 15 nào. Reference mình hiểu là ví dụ thôi. Ví dụ khi nói đến các khía cạnh của một cây mà cống hiến à, mà tạo nên đúng không? Một số từ nhé, contribute. Contribute cũng là create thôi. Contribute là create. It's worth các phần của cái cây mà tạo nên giá trị của nó à. Ok, khổ nào nhỉ? 15 nào. 15 các bạn làm rồi nhé, nói luôn nhé. Tại vì mình tìm luôn thì hơi lâu. C à? 15 các bạn chọn gì ạ? C, A, tiếp đi. À, có vẻ A nhiều hơn, mình sẽ chọn A trước nhé. G, các bạn chọn là G, nhưng mà A có vẻ nhiều nhất. Là mình đọc nào. Các phần của cái cây mà tạo nên giá trị của nó đúng không? Thì mình hiểu thôi, aspect of any trees. Các phần của cái cây, tức là mình sẽ hiểu nó là các cái phần gì ạ? Ngọn, lá, thân, cành đúng không? Tưởng tượng nhá, nhớ nào. Visualization. Cành, lá, gốc, rễ, thân, màu đúng không? Vân vân. Nó là khổ mấy nhỉ? Khổ A, các bạn chọn là A nhiều nhất. Dòng mấy em? Đây, mình thấy có từ value đây rồi. Value chính là it's worth. Giá trị của nó, nhưng mà các phần đâu? Dòng 6. Từ từ nhé. 14 nữa mình chọn là cái gì nhỉ? Quên rồi. 14, 14B đúng không? Sorry for that. B này. Thằng này các bạn chọn là A. Ok. Dòng đầu và dòng 2. Dòng đầu. Ok. Let's see. À đây. Ok. Value đây. Tiếp đây. Ok. Đó, đấy là một cái lỗi đúng không? Không đọc dòng đầu. Đấy. Đúng rồi. Chuẩn. Đúng không? Đây. Giá trị của cái cây thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm, các bạn thấy không, lại including này, lại câu câu to, câu tập to tập con này, giống loài, kích cỡ, kiểu dáng, điều kiện, chất lượng và function ấy, gọi là mục đích đúng không, giá trị này, cũng như là độ phổ biến đúng không, chuẩn. Thì đáp án là A, chuẩn đấy. Nào bây giờ mình muốn các bạn làm một thao tác giúp mình nhé. Khi các bạn tìm được cái này này thì các bạn phải gạch nhé, gạch đi giúp mình nhá, tức là nó như sẽ như thế này này, like this. Hai dòng đầu đúng không? Thế bên dưới này mình sẽ gạch cái gì ạ? Mình sẽ gạch thằng màu đỏ đúng không? Mình sẽ gạch như thế này. Economic value là money này. Bad outcomes là thằng đỏ này này. Được chưa? Rồi, gạch nhá. Và nó sẽ giúp mình có một thằng cuối cùng nhá, đó chính là cross it out, cross it out, cross it out tức là sao các bạn? Cross something out ấy, gạch nó đi, gạch nó đi. Các bạn biết tại sao mình lại ép các bạn phải gạch không? Úi dồi ôi, bỏ qua nó, trời ơi, không phải gạch chân nha, gạch chân là underline, cross it out tức là em gạch bỏ nó đi. Các bạn biết tại sao mình bắt các bạn phải gạch không? Đây, ví dụ gạch như này này. Ừ, thứ nhất là không bị đọc lại. Thứ nhất là không bị đọc lại thôi. Đấy không phải mục đích chính lắm. Đỡ bị rối à? Một phần. Không loạn à? Một phần thôi. Không phải lẫn. Mục đích ở đây là bởi vì các bạn nhớ nhá. Các câu từ 14 đến 18 này là cái gì? Là các mẩu thông tin nhỏ đúng không? Đúng không ạ? Cho nên mình bắt các bạn gạch để các bạn ép nhá. Ép các bạn phải đọc kỹ ra mẩu thông tin. Các bạn hiểu không ạ? Tại vì các đáp án này đều là những cái mảnh thông tin nhỏ. Cho nên là các bạn phải gạch được thì các bạn mới được điền đáp án nhé.
Được chưa? Để ví dụ nhá, đúng không? Các bạn hiểu ui đúng không? Hình như đúng không? Hình như câu này là B bởi vì nó ở thế này. Không có hình như gì hết. Tìm được đúng cái dòng đấy mà gạch đi được ấy. Thì mới chọn nhé. Được chưa? Còn không tìm được, không gạch được thì sẽ không chọn. Ok, rồi. Xong, nào nốt câu 16 nào. Một loại gỗ mà có thể giúp. Ui, quá dễ. Câu này từ khóa cứng là gì các bạn? Keyword cứng nào. Xin mời các bạn học từ đầu buổi. Keyword cứng là gì nào? Câu 16 nhé. Keyword cứng. Scan siêu dễ. Đáp án là C rồi. Ok, mình sẽ tìm C. Nhưng mà anyway, keyword cứng là gì? Đúng rồi, vehicle, chuẩn. Xe đúng không? Vehicle thì nó nói loanh quanh thôi, xe cộ, xe buýt, xe máy, xe gì đấy đúng không? Thì kệ nó đúng không? Một loại gỗ dùng để giúp chạy chạy xe. Chơi, từ này hai âm nha các bạn. Vehicle nhá, không phải là vehicle đâu. Từ này phát âm nhá, vehicle. Các bạn chọn là khẩu C à? Đúng rồi đấy. Các bạn biết tại sao mình biết là khẩu C không? Các bạn nhìn thấy màu không ạ? Tất cả các khổ đều đã được gọi là dính đạn đúng không? Còn đúng khổ. Còn đúng khổ C chưa dính đạn này. Đúng rồi, mình sẽ scan nhé. Chỗ nào là vehicle các bạn? Đúng rồi, tại nó sạch nhất. Chưa động vào thế nào chả phải đụng đúng không? Đâu, chỗ nào là vehicle đây, dòng mấy? Tôi cần những cái như kiểu là xe các thứ nào. Xe máy, xe đạp, xe tải, xe gì đấy. Dòng 7, 2, 4, 6, 7. Đúng rồi, mình sẽ thấy ở đây. Đúng không? Lorries and cars. Right. Các bạn thấy nó dễ không? Nó dễ ở chỗ ấy. Tại vì sao nó là phần 2 các bạn? Tại vì các bạn không biết lorries thì các bạn cũng biết là cars. Mình biết nhá, là rất nhiều bạn ở đây không biết lorry là gì đúng không? Các bạn biết lorry là xe gì không? Lorry này. Chứ car thì ai chả biết đúng không? Đấy là nó cứu các bạn đấy. Nó cho các bạn car là nó cứu các bạn đấy. Chứ nó mà để lorry không thì chưa chắc đâu. Lorry là như kiểu là xe tải chở gỗ ấy. Xe tải hoặc là thường là chở gỗ. Đúng không? Chở gỗ thì người ta gọi là lorry. Anyway. Xe tải. Ừ. Bán tải thì mình không chắc lắm. Anyway. Nó là xe tải. Đó. Thì mình sẽ thấy là mình sẽ có phần lorry này đúng không? Mà mình đọc cái đầu câu thôi. Gỗ được dùng có thể được gọi là hóa hóa ga đúng không? Gasify, hóa khí ga để tạo ra điện này. Cũng như là để tạo thành những cái nhiên liệu chất lỏng đúng không? Như là ethanol và gasoline để dùng cho xe tải và xe ô tô. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì mình sẽ thấy ngay nhé. Đúng rồi. Thì mình nào. Tìm keyword cứng này, scan xong thấy đúng rồi thì phải làm cái gì ạ? Các bạn nói giúp mình cái gạch đầu dòng thứ ba nào, làm cái gì xong rồi mới được viết đáp án. Đúng rồi, cross it out cho cô nhá, Tiến. Ok, cross it out. Đúng không? Đọc cũng phải gạch được nhá, đúng không? Thì ví dụ các bạn làm ui đúng không? Tao làm câu ví dụ các bạn làm với bạn đi đúng không? Câu 16 phải là C chứ, tại vì nó là ở dòng này. Là làm gì phải có lý do của nó chứ không phải là hình như đúng không? Chẳng hình như gì hết. Keyword cứng là keyword thế nào? Các bạn trả lời cho Chí Dũng nha. Keyword cứng là thế nào các bạn? Đến đoạn này cho các bạn làm hộ án thôi. Xong. Đó, mình xong chỗ này rồi. Nice. Đấy, thế là xong một bài part 2 ấy, các bạn thấy dễ không? Cái hay của việc để matching info ở cuối ấy, làm nhàn lắm. Nhớ nhá, chép hết mấy cái này vào vở. Bây giờ mình sẽ hỏi các bạn. Rồi bây giờ quay trở lại cái phần slide nhá. Quay trở lại phần slide chỗ này mình sẽ có lưu ý các bạn một chút nhá. Các bạn đừng rời đi vội, đừng rời đi vội. Okay, here we go. Rồi, ok, quay trở lại phần slide nha. Rồi, nào. Với ba cái dạng khó này mình sẽ ôn lại một tí nhá. Mình sẽ có các cái chữ tương ứng nhá. Expression gì á? Cái đấy là parallel expression đấy mà. Parallel expression hoặc là alternative expression. Parallel tức là song song ấy. Đây này. Sorry, parallel như này này, song song nhá. Anyway, KVBB là cái gì nào các bạn? KV double B của dạng graph-filling. Các bạn gõ ra nào. Ok. Keyword cứng is king này. Gì nữa? Tiếp tiếp. Ôn nào, nhanh 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 nhanh. Ôn lại nào, gì nữa? Keyword cứng is king, tiếp. Cái gì nữa? V là cái gì ạ? Visualization is king. Good, đúng không? Visualize, ok. Visualization is king. Tưởng tượng ra một chút. Thì rất là sướng. Ok, làm rất sướng. Thứ ba. B đầu tiên là gì nào?
kiểu từ ask for đúng không, fanboy nó là gì ạ? À, B đầu tiên chưa phải là big and small, bridges đúng không, các cây cầu, và cái cuối cùng mới là big and small, right? Bridges ở đây mình hiểu là liên từ nhé, liên từ hoặc các từ nối nhé, từ nối nói chung đi, liên từ thật ra chưa 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 bao gồm hết đúng không? Big and small tiếp, dạng matching statements, ba kiểu cắt cây này, mình có F là một, from what, matching statement cơ mà. Nào nhầm rồi, không phải final destination. Big and small là như kiểu là tập to với tập con em ạ. Ví dụ như là tôi chơi rất nhiều môn thể thao đúng không? Ví dụ như là đá bóng, cầu lông thì cầu lông đá bóng là tập to, à tập con. Thể thao là tập to. Đúng không? Phải from a bird's eye view chuẩn. Tức là các bạn phải có một góc nhìn từ trên xuống đúng không? Được chưa? Để mình xem là nó sẽ tách bạch như thế nào. Làm rất là clear. From a bird's eye view, và bằng cách là bạn highlight các cái thằng ở trong bảng nhé, trong cái dạng matching statement. Thế còn F plus là cái gì ạ? Chuẩn. Possessive plus. Chuẩn. Possessive plus. Bây giờ hỏi lại các bạn nhé. A who's B tức là gì? A who's B tức là gì? Ghi nhá. Dịch tiếng Việt nào. A who's B tức là A gì B. Và B nó là cái gì? Đúng rồi. A who's B là A sở hữu B đúng không? Và B là cái gì? Làm ơn đừng nói danh từ nhé, không phải chứa B em nhé, A sở hữu B thôi. Úi rồi, A sở hữu B không phải bố với con nhá, nhầm à? Trời, bố con là big and small em, là kiểu such as, không phải bố con nhá, possessive. Đúng rồi, B là FVO nhá, bây giờ mình để các bạn thấy nhớ, nhớ dễ mà đúng không? A who's B, A sở hữu B, B là FVO hết. Tức là mình vừa dạy cho các bạn cái phần mệnh đề quan hệ sở hữu chỉ trong vòng 5 phút. 5 phút các bạn nói đúng hai câu rồi là các bạn không bao giờ sai luôn đấy. Nào, matching info là cái cuối. F đầu tiên nào. F đầu tiên là gì ạ? Matching info. Yes, final destination. Ok. Điểm đến cuối cùng đúng không? Luôn luôn để làm cuối nhá. Và tại sao thì các bạn biết rồi nhá. Được chưa? Mình đã làm cho các bạn rồi, các bạn sẽ hiểu ngay tại sao. Một số câu làm được luôn gì. Thậm chí không cần phải đọc ấy. À, tiếp. E nào. Final destination đúng. Tiếp nào. Easy first, correct. Vì nó không theo thứ tự đúng không? Nên thấy câu nào quen hoặc là dễ hiểu thì làm trước. Đấy. Quen thì càng tốt nhá. Quen thì làm được luôn. Đấy. Còn không quen thì tìm câu nào mà dịch nó dễ. Dịch cái nghĩa của nó mà mình thấy là nó dễ. Nhiều keyword cứng thì mình làm. Đúng không? Và cuối cùng là C là cross it out, chuẩn đúng không? Làm được xong rồi phải gạch đi, tại vì nó là các mẫu thông tin nhỏ. Okay, các bạn nhớ bài rất là tốt đúng không? À, khi mà về nhà nhá, mai mình sẽ đăng cho bạn một cái file PowerPoint nhá, nó sẽ kiểu như này. Ok, nó sẽ là kiểu như thế này, là mình sẽ cho các bạn một số những cái tài liệu thêm đúng không? Về liên từ, ví dụ như fanboy là thế nào đúng không? Ví dụ này để cho các bạn nhớ ấy, để cho các bạn nhớ kiến thức hơn đấy. Được chưa? Nhưng mà anyway, mai mình sẽ gửi slide ở kèm cái khác nhé. Chiếu lại live này không á? Chưa chắc em ạ. Có thể là anh sẽ chiếu lại một ngày nào đấy trong tuần này. Maybe. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà có chiếu lại thì anh sẽ chiếu lại theo kiểu phát lại. Chứ anh sẽ không bao giờ gửi cho các bạn cái clip đâu. Gửi clip các bạn toàn tua thôi. Anh không thích cái đấy. Kiểu mất công ấy. Mất công mình dạy các bạn ấy cứ tua ấy. Thì nhiều lúc bạn không hiểu bản chất vấn đề ấy. Thì passage 3 để hôm sau em nhé. Passage 3 thì cái dạng của nó giống bài này các bạn ạ. Cho nên là đầu buổi mình có nói rồi là mình sẽ không thật sự là mình chữa passage 3. Mà mình sẽ tìm một cái bài nào đấy có matching heading. Nhá. Mình tìm một bài nào đấy có matching heading nhá. Mình chữa cho bạn cái đấy thì mình biết bạn sợ ở đấy. Chứ còn các bạn xem ấy. Cái phần passage 3 của cái đề này là dạng y hệt. Cũng matching info. Đấy cho nên là thật ra là cũng chả có gì nhiều để chữa. Đó. Đây, để lại slide cho các bạn nhìn nhé. Bạn nào muốn chụp màn hình thì chụp. Ok, rồi bây giờ đến phần Q&A nhá. Mình có một phần Q&A nhỏ cuối giờ khoảng 5 đến 10 phút thôi. MCQ, được rồi, để mình tìm đề nào vừa có matching heading vừa có MCQ. Ok. Yes, thank you em. Ok, giảng dễ hiểu là ok rồi. Rồi, một và nhớ nhá, được chưa? Là các bạn sẽ cần phải làm đều đặn nhé. Mỗi ngày các bạn chỉ cần tốt lên một chút là được. Okay. Chứ không nhất thiết là phải nhảy vọt nhé, đúng không? Consistent. It's always better, right? Consistent ladder. Các bạn hỏi đi nào. À, 5 đến 10 phút nhá. Bạn này hỏi hồn nhiên thôi. Thích hỏi gì cũng được.
the Q&A session, please. Mình sẽ phóng to này lên một tí nhé. Xin mời hỏi. Các bạn muốn hỏi gì không? Thank you. Yep. Nhiều dạng nó mình biết cách ấy, xong rồi sau các bạn về các bạn gặp gặp y hệt thế, các bạn cứ lôi vở này. Các bạn cứ lôi vở ra, các bạn làm y hệt theo mình ấy. Không, mình không cam đoan là đúng hết đâu, nhưng mà chắc chắn là đúng nhiều hơn nhiều đấy, phải đúng thêm ba hai ba bốn năm câu đấy. Anh có dạy 110 bây giờ chưa em ạ, tại vì hơi bận các bạn, nhưng mà chắc khoảng tầm tháng 8 nhé, tháng 8 tháng 9 là mình sẽ có lớp ở Hà Nội, thì lúc nào có thì mình đăng lên trên Facebook. Chắc là một lớp nó cũng bé thôi, khoảng 8 đến 10 người thôi, mình không muốn dạy của lớp 20 người ấy, nó quá đông, cho nên là mình sẽ muốn là cái lớp nó vừa đủ thôi để mình khớp với cái giáo trình mà mình soạn đấy. Xem nào, hỏi đi nào. Có record hôm nay không? Có nha em, nhưng mà đăng khi nào thì anh sẽ thông báo sau. Ngày em học được khoảng 50 từ. Trời. Một ngày làm sao em học được 50 từ em? Đấy là em nghĩ là em học được 50 từ thôi. Chứ để mà em nhớ là não em chỉ tải được chục từ là cùng. Nếu mà thật sự là các từ mới nhá, không tính các từ em biết rồi nhá, làm gì có chuyện 50 từ em. Anh một ngày anh không nhớ được nổi 30 từ, nói gì 50. Anh có lớp on không? Nếu mà có thì chắc phải tháng 8, tháng 9 em ạ. Bây giờ thì chưa, tại vì mình vẫn đang dạy ở trung tâm. Mình vẫn dạy ở IELTS Workshop, cho nên là họ không cho dạy ngoài. So not really. Lúc mà mình ra dạy ngoài thì mình sẽ đăng nhá, chắc khoảng một vài tháng nữa. Mình mới thi lại mà, mới thi lại ok 8.0 rồi, vẫn 8.0 như lần trước thì ổn. Tại vì cái bằng cũ của mình hết hạn đấy, mình mới thi vào tháng 4. Em 4.0 muốn mua sách cam để làm. Ê, 4.0 thì thật ra chưa nên làm sách cam lắm đâu em ạ. Nếu mà có mua thì em chỉ làm passage 1 thôi. Các passage còn đâu, em làm những cái quyển dễ hơn một chút nhé. Chứ mình đâm đầu vào phần 1, phần 2 làm gì đâu. Đã làm gì mà làm đấy. Các bạn muốn xem rất nhiều tài liệu khác, các bạn có thể vào group IELTS từ đầu nhé. Cái hình group IELTS từ đầu mình để luôn ở cái hình bên dưới nhé. Các bạn tìm ở trên Facebook ấy. À, ở trên Fb, ok. Và nó sẽ hiện ra luôn, khoảng hơn 30.000 bạn ở trong đấy rồi. Anh ơi, listening liệu có live không? Các bạn biết tại sao mình ngại live listening không? Tại vì là bật băng ấy, nghe xong rồi hỏi các thứ nó hơi 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 khó. Nó hơi khó so với việc là các bạn ngồi ở lớp mình dạy các bạn ấy, cho nên là mình cũng hơi suy nghĩ. Nếu mà live speaking hoặc là writing thì dễ hơn. Anh có recording buổi 1 á, buổi 1 là hôm qua là anh phát lại đấy. Đó, bạn nào mà lỡ nữa thì chắc tầm giữa tuần này hoặc cuối tuần này anh mới đăng một cái pack sau. Không hứa trước nha. Xem nào, hỏi gì nữa. Học speaking như nào á, tùy theo level nữa Trang ạ. Em hỏi rộng thế thì hơi khó trả lời. Anh dạy ở The IELTS không? Yeah, anh đang dạy ở The IELTS Workshop. Đại cổ Việt em ạ. Anh dạy ở đấy khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi. Bạn nào học đại cổ Việt chắc hay thế mình. Anyway, làm ở nhà được 6 đến 7 chấm thì đi thi được bao nhiêu? Thì đi thi quanh 6 đến 7 chấm thôi em. Nếu mà đề ngang ở nhà thì 6 7 chấm, cái đấy thì, tại vì em làm ở nhà cái đề em làm chuẩn thì đi thi điểm nó xấp xỉ thế thôi. Mình luyện vocab ở đâu á? Vocab thì thật ra em luyện gì chẳng có vocab ở Huyền Anh. Em làm tùy theo level nhá. Level thấp thì em làm ngữ pháp, em sẽ tự học được vocab. Còn lên cao lên thì em học được vocab có cả nghe nói đọc viết thôi. Miễn là em chọn cái tài liệu nghe nói đọc viết nó phù hợp với cái của em mà được, chứ còn thật ra anh chưa nghĩ là các bạn nên kiểu mua hẳn một quyển là thiên về vocab ấy, tại vì nó bị nặng. Các bạn học speaking writing bình thường còn đầy từ vựng các bạn đã hiểu đâu, đúng không? Các bạn lại còn phải mua cả một quyển từ vựng về, các bạn có lốt nổi không? Vấn đề là như thế. Writing nên học cuốn nào à? Writing Collins IELTS writing ok, cho các bạn khoảng band 4 đến 5. Nhập môn dùng quyển đấy ok, khá nhẹ nhàng, quyển sách đấy khá nhẹ nhàng. Collins, các bạn vào COLLIN Collins. Writing anh có tip gì không? Task one anh có đăng ở trên TikTok của anh rồi đấy. Task one có một số cái anh đăng ở trên TikTok rồi, chứ còn tip hỏi chung chung quá thì cũng hơi khó nói em ạ. Anh gửi cột how it is paraphrased đi. Ừ em, cái bảng keyword nhá, lúc nãy mà mình ghi. Mình sẽ đăng cho các bạn nhé, cùng với cái slide luôn. Ngày mai mình sẽ đăng cho các bạn và mình vẫn lưu những cái mà lúc nãy mình vừa mới viết nhé, để các bạn có thích mở lại thì cho bạn xem đấy, thoải mái. Anh mở lớp ở Hà Nội thì có chia ra dạy nghe đọc và nói viết không? Có em ạ, tại vì basically ấy,
là các cái khóa thấp ấy, là lúc nào mình cũng sẽ phải học đọc và học nghe trước, xong rồi mình mới nói lên nói viết. Chắc chắn là anh sẽ tách ra làm hai khóa nhé. Anh định tách làm ba cơ nhưng mà anh không muốn bôi nhiều quá cho nên là tạm thời cứ hai. Và gọi là gì nhỉ, bật mí nhá, rất hay, rất hay, các cái khóa mình thiết kế rất là khoa học luôn, thiết kế rất khoa học và nói chung là rất là hay. Các bạn làm đủ bài thôi là các bạn lên Ben rất là nhanh, chỉ sợ các bạn lười thôi. Mình nghiên cứu giáo án rất là kỹ, mình sửa rất là nhiều, đi training dạy rất là nhiều. Học writing như nào, hơi hơi câu hỏi hơi rộng Phương Anh ạ. Writing nên học Simon hay là Rachel? Rachel Mitchell, Rachel thì anh chưa xem nên anh không biết các bạn, nhưng mà Simon thì hay. Simon thì hay nhưng mà tinh tế đấy, đúng không? Muốn theo được ông Simon là không phải dễ đâu em. Mình đọc mình thấy hay thôi. Nhưng mà nếu mà em muốn thật sự em muốn hiểu ấy thì phải có người phân tích cho em là tại sao ông ấy viết đơn giản nhưng mà lại vẫn hay. Đơn giản nhưng không dễ nha. Đấy là cái hay của IELTS Writing Simon. Anh có dự đoán đề không? Dự đoán speaking Lucky. Dự đoán speaking em lên ielts.com. Có luôn mà, trong group anh có ghi mà. Nó có trang luôn ấy. Ngọc Bách các thứ lấy ở đấy hết mà. Phát lại được không? Anh không hứa nhé. Lúc nào anh có hứng thì anh sẽ bật phần phát lại và anh sẽ thông báo trên ielts từ đầu, trên group sau. Làm sao để ra được idea nhanh khi làm writing task 2? Thật ra là cái mục, cái phần mà generate idea ấy, trong phần task 2 thì nó khá là rộng. Nhiều lúc ấy, em có được ý tưởng đơn giản là bởi vì em đã từng làm ở nhà rồi. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn làm nhà rồi đi thi gặp đúng đề đấy thì các bạn có luôn ý tưởng, các bạn chẳng cần phải nghĩ. Ngoài ra thì có thể nghĩ theo một vài những cái hướng, ví dụ như là nhiều đối tượng khác nhau. Đấy, có hại thì có hại do nhiều đối tượng khác nhau ấy, người già người trẻ gì đấy. Đó cũng là một cách. Hoặc là hỏi các cái câu hỏi WH question, who, what, where, when, how kiểu thế. Cũng là một số cách để em brainstorm. Anh ơi, cuốn Actual Test có nên học không? Có nhé, Actual Test ok. Mặc dù là đề đáp án đôi khi hơi sai tí nha, nhưng mà cũng tạm được. Đấy, nói chung là nó cũng các pháp sư Trung Hoa. Các pháp sư Trung Hoa đi thi xong report lại đề, nói chung là IELTS ổn em ạ. Basic IELTS cho các bạn là bên thấp khoảng bên 3. Ok. Mặc dù là sách nó cũng hơi lâu rồi nhưng mà ổn, ổn, nói chung là ổn. Anh Minh IELTS Writing, anh chịu em ơi, anh không biết là ai. I don't know who Mai Vi, em làm reading bấm giờ, không bấm giờ thì được 7 rưỡi. Nhưng mà bấm giờ thì được 6. Cải thiện á, thì em cải thiện về kỹ thuật thôi. Nó vẫn sẽ là kỹ thuật và từ vựng thôi em ạ. Thì thật ra nếu mà không bấm mà em 7.5 ấy, thì anh đang đoán là từ vựng em không không tệ. Đấy, tức là cho em đọc từ từ thì em vẫn hiểu nhá. Đúng không? Tức là từ vựng không phải hẳn là vấn đề, mà vấn đề ở đây đang là kỹ thuật em làm. Có thể là em làm matching heading đầu tiên chẳng hạn, đúng không? Cho nên nó lâu. Đó, nhưng đọc thì em vẫn hiểu thì có thể check nhá, Mai Vi nhá. Để ý về mặt kiểu chiến thuật hơn là từ vựng. Hơn thôi nhá, chứ không phải là người hướng nội ít idea hỏi gì cũng không biết. Ok. Các bạn nhé, mình thông báo một tí này, đang có cái chuỗi IELTS Writing 101 ở trên nhóm nhé. Như cái chuỗi này là IELTS Reading 101. Mình có một cái chuỗi IELTS Writing 101 viết nhé. Mình đang đăng đến bài số 3 rồi. Các bạn nào muốn tìm ấy thì các bạn có thể tìm trên group IELTS đầu, các bạn tìm là IELTS Writing 101. Các bạn đọc nhé, Ngọc Ngân Hoàng nhé. Em có thể đọc để em thấy là cái idea nào thì mình nên chọn, mà cái idea nào thì mình nên né. Tức là cái tư duy ấy, khi em chọn idea, em chọn được idea đúng thì điểm em sẽ cao. Đấy là anh nói thẳng luôn. Idea mà nó khó chứng minh á, em có học của thầy là cô nào đi chăng nữa em không chứng minh được đâu. Nói thật, nếu mà idea em tệ, idea em không thuyết phục thì em học ai chăng nữa thì điểm em vẫn không cao được. Hacker IELTS anh không chắc lắm, anh chưa đọc. Đề xuất một vài tài liệu IELTS Writing Task 1 à? Có thể là bộ của IELTS Simon. Simon anh đang give away free ở trên IELTS từ đầu ấy. Nó là các bài mẫu anh highlight hết cấu trúc và dịch song ngữ của tất cả các thể loại chót nhé. Bảng, tròn, cột, đường, map, vân vân. Có thể dùng cái đấy để lấy từ vựng với cả cấu trúc cũng được em ạ. Có những dạng reading nào là theo thứ tự à? Gap filling này. Labeling đúng không? Có cái hình ấy. Các bạn điền vào labeling, kiểu có cái ảnh ấy. Gap filling, true false not given.
Đó, multiple choice question, nó MCQ đôi khi nó cũng theo thứ tự. Nhưng mà các bài matching thì chắc chắn nó không theo. Matching là nó phải đảo hết lên nó mới bắt em match. Tip luyện nghe hiệu quả. Tùy theo trình độ em ạ. Trình độ thấp thì nghe chép chính tả, cao hơn một tí thì note taking, cao hơn nữa thì phải nghe hiểu sâu kỹ với cả học các cái chiến thuật của từng dạng bài giống như kiểu reading này này. Cách học từ vựng cho dễ, em có thể tham khảo cái bảng của anh ấy. À đây, lúc nãy mình quên mất, mình cho các bạn xem cái bảng này. Đây là cái bảng này này. À, chém. Cái bảng ở trong cái pack công cụ của mình ấy, cái bảng số 2 ấy, mình đã dạy các bạn là làm theo kiểu là lặp lại ngắt quãng đúng không? Space repetition. Các bạn học hôm nay xong ngày mai các bạn làm một lần, 2 ngày nữa các bạn làm một lần, 2 ngày nữa các bạn làm một lần, xong rồi 2 ngày nữa nữa các bạn lại làm một lần nữa. Đó, mình đã giới thiệu ở trong cái buổi 01 rồi. Khá là hay, lặp lại ngắt quãng thấy các bạn nhớ lâu lắm. Dự đoán speaking thì các bạn cứ lên IELTS Pro thôi, Ngọc Bách cũng lấy đấy về thôi mà em, từ một nguồn hết thôi, toàn lấy bên Trung Quốc hết, Việt Nam có tự làm ra được cái gì đâu. Đấy là mình phải nói thẳng luôn, Trung Quốc nó to gấp 10 lần mình mà em. Từ vựng em thấy bị rộng quá, Quang Minh học từ từ thôi em, mỗi ngày 5 7 10 từ thôi, cái chính là em phải đều Minh ạ. Chứ em thấy ngợp là tại vì em đang nốt một phát 30 40 từ và em mới thấy ngợp, chứ một ngày em làm 5 7 từ thì ngợp làm sao được. Note taking như nào á? Note taking nói hơi dài nhá, đây hơi khó nói mà. Nói chung là em bắt ý chính thôi, em nghe em bắt ý chính em nốt ở trong giấy, sau đó thì em sẽ nhìn vào cái ý chính này em chọn đáp án. Có tips nào cho true false not given? Buổi hôm trước anh có dạy rồi, buổi hôm một ấy mình có nói về true false not given rồi. Thứ tự các bài trong reading dễ làm trước khó làm sau ấy, matching để cuối hết xong. Chứ còn dạng reading nó phải có chục dạng cơ, hỏi thứ tự bây giờ em bắt anh xếp 10 dạng thì anh không nhớ được hết đâu. Anh gửi lộ trình qua mail, lộ trình là lộ trình gì em? Lộ trình 0.7.5 thì em comment vào cái bài đấy thôi. Anh ơi em không thấy bài writing mà anh nói. Em tìm chưa? Em tìm writing 101 ấy. Em tìm, em ghi là writing 101, 101 nó sẽ ra mà. Tìm từ khóa trong group. Làm sao để học được nhiều từ trong trong thời gian ngắn? Lặp lại ngắt quãng, space repetition. Các bạn học được nhiều nhất khi mà các bạn nhớ được nhanh nhất và nhớ được lâu nhất. Chưa, các bạn tưởng tượng nhá. Học từ vựng nhanh ấy không có nghĩa là các bạn học 10 ngày các bạn học được 100 từ. Nhưng mà đến ngày thứ 15 thì các bạn nhớ được còn 20 từ. Thế thì đúng không? Thế thì đâu phải là các bạn học được 100 từ. Học được tức là các bạn phải nhớ cơ thì mới gọi là học được. Nó cho nên là muốn nhanh thì phải từ từ nha. Phải đều nha. Ok các bạn không rồi. Buổi phát lại buổi một một lần nữa chắc thôi em ạ, buổi một anh phát lại một lần thôi, còn đâu thì chắc là anh sẽ đăng lên Facebook hoặc là anh sẽ đăng một cái pack kiểu livestream 01 ấy, trong đấy nó sẽ bao gồm tất cả các cái công cụ cũng như là cái clip cũng như là cái slide nhá, cái slide luôn, chắc thế chuẩn thế luôn đấy. Lần đầu anh livestream 300 người phát lại còn hơn hơn trăm à, cho nên chắc thôi phát lại nữa chắc không ai xem mất. Bảng keywords có sử dụng nó cho nhiều bài sao không? Có em. Anh cho các bạn công cụ mà để các bạn có thể làm 10 đề liên tiếp mà. Các bạn cứ đấy, anh chưa như thế nào nhá. Thì ở nhà các bạn làm ấy, các bạn làm y hệt thế, các bạn áp vào thôi là xong. Quá đơn giản. Chứ còn là cái bảng mà các bạn chỉ làm được một đề thì anh cho các bạn làm gì? Đúng không? Group của anh hữu ích sao anh để riêng tư ạ? Thật ra đây là một tai nạn đấy mà. Tức là hồi đầu ấy anh để public xong rồi, khi mà nó vượt qua 5.000 hay là 10.000 mem ấy thì anh chuyển sang riêng tư, nhưng mà lại không chuyển lại được sang public. Tức là kiểu luật của Facebook ấy nó không cho, nhầm, luật của phở bò ấy nó không cho mình chuyển lại, nhưng mà không sao thôi em ạ, cái gì quý thì mình cứ để riêng cho nó đỡ ấy, đỡ tạp nham. Không, anh ít người anh chẳng thấy vấn đề gì đâu nhá, thích thì anh mở một group khác public mà anh không thích thôi. Nói chung là cứ chất lượng là được, còn đâu thì anh tin là nếu mà chất lượng thì các bạn sẽ tự truyền tay nhau, chứ không không việc gì mà phải. Lúc đầu thấy hơi tiếc nhưng mà vì sau mình anh thấy bình thường. Anh học trường Cambria đúng không? Không ạ. Nope, not really, I don't. Cái matching statement có khi em còn không thấy tên riêng của người cần match. Có chứ em, nó phải có tên riêng chứ, không có tên riêng thì đề sai à? Hoặc là nó dùng những từ anh ấy cô ấy.
Ngày xưa anh có học chuyên Anh không? Không em ạ. Không, nhưng lúc nào cũng là giỏi Anh nhất. That's why I teach IELTS now. Hồ sơ anh chuyên văn. Các bạn tin không? Hồ sơ chuyên văn. Anh văn khối D mà. Học khối D. Nói chung là khi mình dạy mình luôn luôn đề cao là hiểu hiểu nhanh ấy. Dễ hiểu là nhất. Xong các bạn áp dụng nó các bạn ăn được điểm thế là xong đúng không? Hiểu bản chất mà nói chung là không khó đâu. Anh có lưu like trên Facebook không? Anh có file video em nhé, nhưng mà có đăng lên Facebook không thì anh chưa gửi được. Writing của tiếng Anh nó khác tiếng Việt đấy em ạ. Tiếng Việt là viết tràng răng lại hải, em thấy ngay thi đại học các thứ viết 10 20 trang. Tiếng Anh họ viết rất là concise, tiếng Anh họ viết rất là concise, rất là gọi là súc tích ấy. Gọn gàng, súc tích đủ ý, đi thẳng vào vấn đề, chứ họ không có văn chương hoa mỹ dài dòng quá đâu. Đấy là cái điểm khác biệt anh thấy nhiều nhất của văn tiếng Việt với văn tiếng Anh. Văn tiếng Việt, bạn nào quen văn tiếng Việt vào văn tiếng Anh viết tràng giang đại hải ra nó trừ hết điểm đấy. Anh có lịch live không? Thường là chắc là cuối tuần em ạ, nhưng mà anh chưa hứa được. Thường là nếu mà anh quyết định anh live thì anh sẽ soạn content và anh sẽ đăng cách đấy khoảng 3-4 hôm. Cho nên là em cứ theo dõi cái group IELTS từ đầu là ok. Các bạn cứ theo dõi group đấy thì các bạn sẽ không không bao giờ bị lỡ đâu. MCQ đáp án giống nhau mà không phân biệt được á. Thế chắc có vấn đề về từ vựng em ạ. Cái đấy thì thuần về từ vựng thôi. Em biết từ vựng thì em sẽ phân biệt được chứ. Nó bốn đáp án nó phải khác nhau chứ, làm gì có chuyện nó giống nhau. Xem like của anh em hiểu bài hơn học ỏm. I glad you said so. Ok, nói chung mà dạy reading thì dạy 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 on cũng tiện đúng không, mình highlight các thứ tiện. Nhưng mà đi học ỏm các bạn, đi học ỏm nhiều cái hay lắm. Anyway rồi ok, tạm thời nhá. Cũng muộn rồi, hơn 10 giờ rồi. Mình kết thúc buổi live ở đây nhá. Buổi live hôm nay kết thúc sớm hơn buổi trước khoảng 15-20 phút. Cảm ơn các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi live hôm nay. Và các bạn ơi, mình có một cái bài ở trên Facebook ấy, các bạn bình luận giúp mình nhé, và trong đấy là feedback nhé, mình ghi ở trên đầu nhóm ấy, feedback về buổi live được chưa, các bạn có thể bình luận cái cảm nhận của các bạn vào đấy nhé, để mình có thể phát huy những cái điểm mạnh ở các cái buổi sau này. Ok, các bạn có thể vào bình luận luôn, các bạn thích bình luận gì cũng được. Ok, bye guys, I'm gonna sign off now. Good night. Bye. Yep, thank you. Bye. Nhớ feedback nha các cháu ơi.